Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 132. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, 30 thiên yêu, hơn nghìn yêu binh yêu tướng, ta không tin là ngay cả một hơi thở cũng không để lại, bọn họ còn có thể chui lên trời chắc. Dương Bách Xuyên hạ lệnh cho 10 thiên yêu. Rõ, 10 thiên yêu lập tức tản ra tìm kiếm. Sau nửa canh giờ, tất cả đã quay trở lại. Không có. Như biến mất vào hư không. Dù sao thì hơi thở cũng mất dấu từ chỗ này. Đúng là kỳ quái, xung quanh ngọn núi này đều là vách đá dựng đứng, mặc dù diện tích lớn nhưng vẫn có hạn, tìm khắp một vòng, bọn họ giống như biến mất vào trong hư không. Cho dù là tiểu phượng hoàng hay là đám đại yêu kia đều không để lại bất kỳ một hơi thở nào. Tiếp tục tìm, tìm kỹ dưới vách núi, ta không tin bọn họ còn có thể lên trời xuống đất. Vừa hạ lệnh, Dương Bách Xuyên vừa thả thần thức đi tìm, thần thức nhìn ngọn núi trước mắt, thậm chí là xuyên qua đỉnh núi, nhìn thẳng vào sâu bên trong. Nửa canh giờ sau, 10 thiên yêu kia lại quay trở về, vẫn không có thu hoạch gì. Dương Bách Xuyên cũng không tìm được kết giới gì ở bên trong núi. Nhưng hắn chắc chắn, đám tiểu phượng hoàng biến mất ở đây, không có khả năng không tìm thấy, dù là thi thể thì vẫn phải có, đúng không? Vậy mà bọn họ như bốc hơi khỏi nhân gian. Không thể lại bất kỳ dấu vết nào. Dương Bách Xuyên khẳng định nơi này có vấn đề. Dương Bách Xuyên đứng trầm tư, nhìn đỉnh núi trong mây mù ở trước mắt, trong lòng khẽ động, hắn vọt lên nhảy về phía đỉnh núi. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên đã xuất hiện trên đỉnh núi, 10 thiên yêu theo sát ở phía sau. Thánh chủ, diện tích của đỉnh núi này không lớn, vừa rồi thuộc hạ đã kiểm tra qua, không phát hiện ra điều gì bất thường, một trong số thiên yêu lên tiếng. Dương Bách Xuyên lập tức cho tên đại yêu một cái tát, hắn cười mắng, ngươi cảm nhận trên đỉnh đầu xem. À, đại yêu ngây người, sau đó cảm nhận thử, hắn sửng sốt nói, cách đỉnh đầu ba trượng có kết giới. Đúng là chui lên trời rồi, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, hắn cầm kiếm đồ long trong tay rồi quay sang nói với 10 đại yêu, chuẩn bị cho tốt, ta sẽ phá vỡ kết giới này, các ngươi lập tức chui vào, đám tiểu phượng hoàng nhất định đã bị người khác dẫn vào trong kết giới này. Tất cả xốc lại tinh thần, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Rõ, 10 đại yêu đồng thanh đáp. Mở. Dương Bách Xuyên nhảy lên, bổ một kiếm lên đỉnh đầu. Kiếm khí sáng bừng, chém thẳng đến vị trí kết giới. Ầm ầm. Ngay sau đó, kiếm khí ba trượng mạnh mẽ phá mở kết giới, một cánh cửa chừng 3 mét xuất hiện. Vào. Dương Bách Xuyên hô lên, 10 đại yêu hóa thành những luồng sáng rồi chui vào bên trong cánh cửa. Dương Bách Xuyên cũng bước vào bên trong rồi biến mất. Hắn suy đi nghĩ lại cuối cùng nghĩ tới trên bầu trời. Ở khu vực xung quanh hay dưới lòng đất, bên trong núi đều không có dấu vết của Tiểu Phượng Hoàng và những người khác, nơi duy nhất chưa được tìm kiếm chính là trên bầu trời. Khi thần thức bay lên, quả nhiên hắn phát hiện có linh khí dao động ở bầu trời trên đỉnh núi, nếu dùng mắt thường thì sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có trời xanh mây trắng, dùng thần thức mới phát hiện có kết giới tồn tại trên đỉnh. Lúc này Dương Bách Xuyên đã có thể khẳng định, Tiểu Phượng Hoàng và đám đại yêu đã chui lên trời rồi. Kết giới trên bầu trời rất bí ẩn, bố cục vô cùng tinh diệu, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên đứng trên đỉnh, quan sát địa hình núi, hắn đã phát hiện ra một số manh mối. Bất kỳ kết giới nào đều cần phải mượn sức mạnh của trời đất, núi sông để hoàn thành, mà khi đứng ở trên đỉnh núi, hắn phát hiện xung quanh những đỉnh núi san sát này được hình thành theo xu thế thất tinh sơn xuyên. Nơi này giống như nền móng của một trận pháp thiên nhiên khổng lồ, rất thích hợp để bày bố kết giới. Chỗ kỳ diệu ở nơi này là, kết giới được giấu trên bầu trời, mượn sơn thế bắc đầu tinh, giấu cánh cửa kết giới ở trên không trung, như vậy thì sẽ rất ít người có thể phát hiện. Phải nói là, địa thế núi và chủ nhân của trận pháp quả thật là người tài giỏi. Giống như một tác phẩm của tác giả nổi tiếng. Mượn thế của 7 ngọn núi lớn để bày bố kết giới. Đây không phải là bản lĩnh của người bình thường, tinh lực tiêu hao cũng không đơn giản. Sau khi Dương Bách Xuyên phá vỡ kết giới rồi tiến vào, âm thanh giết chóc lập tức vang bên tai. Hắn nhìn qua thì phát hiện một khung cảnh say đắm lòng người. Nơi này mới chính là chỗ bị ẩn giấu, bên ngoài kết giới chỉ là lối vào. Vừa ngẩng đầu thì giật mình, tiếng hô giết vang bên tai, hắn phát hiện 10 tên thuộc hạ đại yêu của mình lại đang chém giết lẫn nhau. Ngoại trừ 10 đại yêu kia thì không phát hiện ra bất cứ kẻ địch nào khác. Dừng tay. Dương Bách Xuyên gầm lên.
Tiếng quát này của hắn chẳng những không làm cho bọn họ dừng đánh nhau, mà khiến cho một đại yêu nghe thấy, dẫn theo đại yêu đi về phía hắn với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Giống giống. Hai đại yêu gầm lên rồi tấn công về phía hắn, giống như giữa họ có thâm cừu đại hận. Dương Bách Xuyên né đòn tấn công của thuộc hạ, hắn vừa gọi bọn họ vừa dùng thần thức để giống giận, nhưng không hề có chút tác dụng. Từ ánh mắt của đại yêu, Dương Bách Xuyên nhìn thấy từng tia sáng đỏ sẫm đang di chuyển. Bản thân hắn cảm nhận được một luồng khí chui vào trong cơ thể, không tiếng động nhưng không giống linh lực. Hắn cũng ngửi thấy mùi hương kỳ lạ. Lúc này, Dương Bách Xuyên giật mình, hắn đã đoán được là gì? Độc. Sau khi ở cạnh Lục Yên Chi, Dương Bách Xuyên cũng hiểu biết chút về độc, nghe Lục Yên Chi nói, độc càng mạnh thì càng vô hình, có loại thậm chí còn mang mùi hương quỷ dị. Có thể khiến người ta sinh ra các loại ảo giác, mê hoặc nguyên thần. Khó lòng phòng bị. Loại độc này khi vận công sẽ làm tăng tốc độ khuếch tán độc trong cơ thể. Vừa tránh sự truy giết của hai đại yêu đang mất đi tâm trí, vừa vội vàng vận công hóa giải luồng khí độc quỷ dị trong cơ thể, điều khiến Dương Bách Xuyên khiếp sợ là, càn khôn tạo hóa quyết không vận công thì vẫn ổn, nhưng khi vận chuyển, luồng khí hay nói đúng hơn là độc tố trong cơ thể lại hợp nhanh hơn, trực tiếp dung nhập vào trong chân nguyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm nhận được một luồng sức mạnh tiến thẳng vào ý thức hải, muốn đi về phía nguyên thần. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, vội hô lên, Hắc Liên. Độc vào trong cơ thể thì hắn có cách, nhưng một khi nguyên thần bị độc tố xâm nhập thì hắn không có cách nào cả. May mà ý thức hải có Hắc Liên, lúc này chỉ có thể trông cậy Hắc Liên sẽ bảo vệ được nguyên thần. Giây sau, Hắc Liên bùng sáng, ánh sáng đen tỏa ra trực tiếp cắn nuốt độc tố đang chạy về phía nguyên thần. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn cũng gặp phải phiền phức, độc tố đang lan tràn khắp nơi trong cơ thể. Thân thể hắn như nhũn ra. Thần kinh cũng bắt đầu tê dại. Dương Bách Xuyên vội vàng gọi hai mệnh tinh, Thái Dương Thái Âm vận chuyển, cánh cửa U Đô và chuông Đông Hoàng cũng xuất hiện ở đan điền trong cơ thể. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên thở ra một ngụm khí đục, độc trong cơ thể đã bị hai mệnh tinh hấp thu. Nhưng rất chậm. Dù là như thế nhưng Dương Bách Xuyên cũng không cần lo lắng bản thân mất đi tâm trí, biến thành như đám đại yêu. Lúc này, bên tai vang lên tiếng va chạm. Trong nháy mắt, hai đại yêu đang đuổi theo hắn đột nhiên ngã xuống đất như ngất đi, sau đó tám đại yêu còn lại cũng ngừng chiến đấu, lần lượt ngã xuống. Dương Bách Xuyên sửng sốt, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn không biết đây là độc gì mà lại có uy lực lớn như vậy. Lại có thể độc ngã được đám đại yêu cấp bậc thiên yêu dưới tay hắn. Lúc này, Dương Bách Xuyên nghe được tiếng bước chân cách đó không xa, hắn đảo mắt một vòng rồi dứt khoát nằm trên mặt đất giả ngất. Hắn cũng muốn xem thử, người phía sau là ai. Rõ ràng bọn họ bị lừa, chắc chắn Tiểu Phượng Hoàng và đám đại yêu cũng như vậy. Mặc dù bị thương nhưng không chết, chỉ là một đám ngất xỉu sụi lơ. Có lẽ người ở phía sau kia cũng không muốn giết chết bọn họ lập tức. Liệu người kia có phải Vạn Độc Vương đã hạ độc cho Viên Tiểu Lôi không? Sau khi giả ngất, Dương Bách Xuyên nghĩ, cơ thể vẫn đang hóa giải khí tộc chui vào. Lúc này hắn mới phát hiện, đâu đâu khắp đất trời đều có mùi hương quỷ dị kia, có lẽ đều là độc. Hoa cỏ khắp nơi, chẳng trách mọi người đều trúng chiêu. Ha ha ha, lại là thiên yêu, ông trời quả là đang giúp lão phu. Ha ha, chúc mừng sư tôn, có đám thiên yêu lần này. Công phu độc của người sẽ tăng mạnh, phi thăng thành tiên chỉ là chuyện sớm muộn. Ngay lúc này, Dương Bách Xuyên nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bách Xuyên không dám dùng thần thức xem thử, hắn hơi nhíu mắt thì nhìn thấy hai người đàn ông một già một trẻ. Một người mặc áo gấm tay cầm chiếc quạt khẽ phẩy, giống như một công tử thế gia. Người còn lại là một ông già khoảng 60 tuổi. Mập và lùn, chính là Độc Vương mà Hồ Tiên Nhi từng kể. Dương Bách Xuyên đã nhìn rõ qua đá chân dung, đặc điểm quan trọng mập và lùn rất rõ ràng, vừa nhìn đã nhận ra. Nhưng lúc trước dựa theo suy đoán của Hiên Viên Hoàng đế, tên mập lùn này căn bản không thể nào là Vạn Độc Vương. Hiên Viên Hoàng đế từng nói, Vạn Độc Vương chân chính phong độ nhẹ nhàng, trang phục có sở thích sạch sẽ, rất chú trọng cách ăn mặc của mình. Thanh niên công tử kia rất phù hợp với đặc điểm của Vạn Độc Vương mà Hiên Viên Đế Hoàng nhắc tới. Bây giờ xem ra, mặc kệ tên mập lùn kia có phải Vạn Độc Vương hay không, giữa hai người nhất định là có mối quan hệ nào đó.
Quan trọng là Dương Bách Xuyên nghe được Vạn Độc Vương mập lùn kia gọi thanh niên công tử là sư tôn, vậy thì có chút thú vị rồi, hai người này là sư đồ, lại giống như những gì Hiên Viên Hoàng Đế miêu tả, hiện tại xem ra, tên mập lùn kia không phải là Vạn Độc Vương, mà là đồ đệ. Vạn Độc Vương chân chính là thanh niên công tử kia. Cũng chỉ có cao thủ như Vạn Độc Vương dùng độc, mới có thể độc ngã được hắn và đại yêu cấp bậc thiên yêu. Phải biết rằng thuộc hạ đại yêu của hắn đều là cấp bậc phi thăng cảnh, cao thủ có thể dùng độc đánh ngã được phi thăng cảnh, tu chân giới cũng chỉ có Hiên Viên Hoàng Đế đơn thương độc mã xông vào thánh địa đao trùng, chém giết vô số cao thủ đao trùng mà vẫn trở ra nguyên vẹn. Hơn nữa còn lang bạt qua tiểu thế giới, tránh sự truy sát của Vạn Độc Vương. Quả nhiên ngay sau đó, thanh niên kia lên tiếng, ừ, lần này tiểu tử ngươi làm không tệ, dẫn tới cho vi sư nhiều thiên yêu như vậy. Quan trọng là thần muông tiểu phượng hoàng kia mới là chân bảo của thế gian, có được phượng hoàng vi sư không chỉ có thể luyện thành vạn độc thần công, mà còn có thể luyện được đến lúc đó cho dù không phi thăng tiên giới, vi sư cũng sẽ không sợ xúc sinh nửa người nửa yêu của tiểu yêu giới nữa. Tên mập mạp kia nói, tất nhiên rồi, sư tôn là Vạn Độc Vương, người là vô địch ở tu chân giới, lần này có tiểu phượng hoàng và nhiều thiên yêu để luyện độc như vậy, phi thăng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tung hoành ngang dọc ở tu chân giới là chuyện không thành vấn đề, cái gì mà tiểu yêu giới, đảo tán tiên đều là đồ bỏ đi, sao có thể so sánh với sư tôn ngài được. Thế gian có mấy người có thể thương đơn độc mã vào thánh địa như chỗ không người, lại có mấy người có thể xông vào tiểu yêu giới toàn thân trở ra, toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có sư tôn của Nhậm Anh Tuấn Vạn Độc Vương. Dương Bách Xuyên nghe tên mập nịnh hót mà thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, hắn lại tự xưng là Nhậm Anh Tuấn. Cái tên với tướng mạo kia quả thật là. Nhưng cũng đã xác nhận, hai người này quả thực là sư phụ và đệ tử, bọn họ chính là Vạn Độc Vương. Thanh niên công tử chính là Vạn Độc Vương, mà thấp béo kia là đồ đệ của ông ta. Quan trọng là Dương Bách Xuyên nghe được đối thoại giữa hai bọn họ, đám người Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên bị bọn họ bắt, hơn nữa Vạn Độc Vương lại muốn dùng Tiểu Phượng Hoàng tu luyện độc công, luyện chế độc đan cửu tiêu độc thần đan. Ngay cả tất cả đại yêu cũng không buông tha, tất cả đều dùng để luyện đan. Hiện tại xem ra Tiểu Phượng Hoàng và đại yêu chính là bị hai sư đồ này lừa cho âm, hoặc dùng độc đánh ngã. Có thể đầu độc thần cầm Tiểu Phượng Hoàng và 30 tên đại yêu, hơn 1.000 yêu tu cấp bậc đại thừa, đủ để nói rõ sự khủng bố của Vạn Độc Vương, chẳng trách có thể một mình xông vào tiểu yêu giới và thánh địa đao chủng mà toàn thân trở ra. Xem ra Vạn Độc Vương này còn đáng sợ hơn so với những gì Hiên Viên Hoàng Đế nói. Trên phương diện dùng độc, ông ta đã đạt tới trình độ cực cao. Nghe mập lùn áp Nhậm Anh Tuấn nịnh hót, nếu Vạn Độc Vương tu thành Vạn Độc Thần Công và luyện được cửu tiêu độc thần đan, vậy thì sẽ càng thêm kinh khủng. Dương Bách Xuyên ngẫm lại trong lòng có chút bất an, tuy hiện tại trong cơ thể hắn, hai đại mệnh tinh có thể hấp thụ độc tố, nhưng không biết Vạn Độc Vương còn có thủ đoạn gì. Có thể chống lại lão độc vật này không? Nhưng quan trọng nhất lúc này là cứu Tiểu Phượng Hoàng và nhóm đại yêu, bây giờ còn không biết Tiểu Phượng Hoàng bị đôi thầy trò này nhốt ở đâu. Tạm thời chỉ có thể giả vờ bị độc ngất, tìm cơ hội ra tay. Vạn Độc Vương rất hưởng thụ khi nghe Nhậm Anh Tuấn nịnh bợ, hắn cười nói, tiểu tử ngươi chỉ biết nịnh nọt, nhưng mà lần này ngươi có công lao, quỷ thần xui khiến mà bắt được một người, dẫn Tiểu Phượng Hoàng tới, vi sư ghi công cho ngươi, yên tâm. Đợi ta luyện được Vạn Độc Thần Công, ta sẽ truyền lại cho ngươi. Hiện tại trước tiên đem những đại yêu này vào động đi, hiệp trợ vi sư chuẩn bị tu luyện, lấy ra máu của những đại yêu này, càng nhiều càng tốt, cũng đừng giết chết, nuôi những đại yêu này, sau này lấy máu của bọn họ có thể luyện đan tu luyện. Đệ tử hiểu, sư tôn yên tâm, Nhậm Anh Tuấn cúi đầu khom lưng nói. Ngươi làm việc thì vi sư yên tâm rồi, làm cho tốt, vi sư sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nói, Vạn Độc Vương vừa phe phẩy quạt rồi đi xa. Tên mập lùn thì khom người đưa tiễn. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nghe được lời nói vô cùng tôn kính của Nhâm Anh Tuấn, trong lòng hắn thầm buồn cười. Chỉ nghe Nhâm Anh Tuấn đưa mắt nhìn Vạn Độc Vương rồi nguyền rủa, mẹ kiếp, lão già, lần nào cũng nói như vậy để lừa gạt ta, nếu không vì Vạn Độc Kinh, Nhâm Anh Tuấn ta sao có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục với ông. Thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Có sống chết lão già ngươi cũng không truyền lại Vạn Độc Kinh cho ta, năm đó ông bị người của tiểu yêu giới đuổi giết, nếu không phải có ta chăm sóc, ông đã sớm toi đời rồi. Nói dễ nghe là thu nhận ta làm đồ đệ rồi truyền Vạn Độc Kinh lại cho ta, mẹ nó năm 6.000 năm rồi,
lão tử đợi mấy nghìn năm mà vẫn chưa được ngươi truyền cho vạn độc kinh, lần nào cũng nói như vậy lừa gạt ta. Nếu lão già ngươi đã bất nhân, vậy thì đừng trách người làm đồ đệ như ta bất nghĩa, ông thật sự cho rằng ta không biết nhược điểm của lão già như ông hay sao, hừ, đợi đó, 7 ngày sau vào đêm trăng, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi, vạn độc kinh ta sẽ tự lấy, cửu tiêu độc thần đan cũng sẽ là của ta, đợi sau khi ăn đan dược, lão tử chính là vạn độc vương danh xứng với thực, đến khi đó ta sẽ tiến ông lên trời. Nhậm Anh Tuấn khác hoàn toàn so với lúc vạn độc vương ở đây, hắn vô cùng oán hận với người sư phụ này của mình. Nhưng Dương Bách Xuyên hiểu rõ sư phụ và đệ tử Vạn Độc Vương không hòa hợp, hóa ra Nhậm Anh Tuấn oán hận Vạn Độc Vương vì hắn không truyền Vạn Độc Kinh. Nhậm Anh Tuấn còn biết cả điểm yếu của sư phụ mình. Nghe ý như muốn giết chết Vạn Độc Vương, cướp lấy tất cả. Nghe vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, hắn chuẩn bị đợi Vạn Độc Vương rời đi sẽ xử lý tên Nhậm Anh Tuấn này, nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên đã thay đổi chủ ý. Nếu Nhậm Anh Tuấn đã có ý định ra tay với sư phụ của mình, nghe có vẻ như chắc chắn thành công, vậy thì Dương Bách Xuyên sẽ chuẩn bị tiếp tục giả ngất, đợi tới khi đó hắn làm ngư ông đắc lợi. Chỉ cần sư phụ và đệ tử trở mặt với nhau thì kẻ không bị đầu độc sẽ là hoàng tước. Đương nhiên không nói là hắn không trúng độc, hắn đã trúng độc nhưng không ai ngờ ý thức hải của hắn lại có hắc liên liên tử hóa thân, bảo vệ nguyên thần, bên trong cơ thể lại có 2 mệnh tinh vô song, vận chuyển tu luyện độc tố xâm nhập vào bên trong. Chỉ là loại độc vô hình này vô cùng lợi hại, cho dù hắn dùng 2 mệnh tinh để luyện hóa thì tốc độ cũng rất chậm, không phải phút chốc là có thể giải xong. Vạn độc phương hạ độc quả thật khiến Dương Bách Xuyên sợ hãi. May mà hắn là trường hợp ngoại lệ, kế tiếp đợi khi tìm được đám tiểu phượng hoàng, sau đó xem kịch vui làm ngư ông đắc lợi. Nhâm Anh Tuấn sẽ không nghĩ tới trong sân còn có một Dương Bách Xuyên không hề trúng độc, hoặc nói đúng hơn giả ngất, hắn phát tiết mà không kiêng dè. Trong lúc vô ý làm lộ bí mật lớn trong lòng, cho Dương Bách Xuyên một cơ hội. Dựa theo những gì tên mập lùn nói, Dương Bách Xuyên biết Vạn Độc Vương đã luyện chế cửu tiêu độc thần đan, sau khi luyện chế được 3 năm, vẫn luôn dưỡng ở trong đan dược, lần này trong lúc vô ý bắt được tiểu phượng hoàng và thiên yêu là có thể luyện thành cửu tiêu độc thần đan. Vạn Độc Vương sẽ dùng cửu tiêu độc thần đan, luyện thành công vạn độc thần công, cho dù không thể phi thăng tiên giới, vẫn có thể tung hoành tu chân giới. Dù sao thì đến lúc đó cũng sẽ rất trâu bò. Nhưng cửu tiêu độc thần đan đã bị Nhâm Anh Tuấn để mắt tới. Hắn chuẩn bị giết sư đoạt đan. Hiện tại Dương Bách Xuyên cũng không vội, bởi vì hắn nghe Nhâm Anh Tuấn lẩm bẩm, tiểu phượng hoàng và đám đại yêu vẫn đang còn sống, chỉ lấy máu rồi nhốt lại. Dương Bách Xuyên rất chờ mong Nhâm Anh Tuấn sẽ ra tay với Vạn Độc Vương, hắn quyết định tiếp tục giả ngất, đến thời điểm quan trọng sẽ nhảy ra làm ngư ông đắc lợi. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên lại vô cùng vui vẻ xem ra tiểu độc vương và đại độc vương đều mang một bụng ý xấu, thú vị thật. Đợi tên mập lùn tự phát tiết xong, hắn mới vung tay lên bắt lấy 10 đại yêu, dùng chân nguyên bọc chúng lại, cầm trong tay rồi rời đi. Mấy phút sau mọi người đi tới một hang động. Dương Bách Xuyên quan sát xung quanh, phát hiện ở các cột đá 4 phía đều có đại yêu, chúng đều bị một loại dây mây nào đó trói vào cột đá thành từng nhóm. Trong hang động to lớn này, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ đại yêu dưới trướng hắn đều bị trói vào cột đá thành từng nhóm, có vẻ đang hôn mê. Nhưng Dương Bách Xuyên nhìn một vòng cũng không thấy tung tích của tiểu phượng hoàng. Lúc này cơ thể Dương Bách Xuyên chấn động, bị tên mập lùn Nhậm Anh Tuấn hung hăng ném xuống đất, sau đó dây mây bay đến, trói hắn và 10 đại yêu kia lại với nhau. Tên mập lùn Nhậm Anh Tuấn hùng hổ bỏ đi, Dương Bách Xuyên nói thầm trong lòng, tên mập lùn chết tiệt, ta nhất định sẽ khiến ngươi đẹp mặt. Tạm thời còn chưa rõ tình hình ở đây, Dương Bách Xuyên chỉ có thể chịu đựng. Lúc này, từng cơn tê dại từ dây mây truyền đến, những luồng khí từ từ xâm nhập vào cơ thể, Dương Bách Xuyên mới phát hiện dây mây này không phải dây mây bình thường, chúng đều có độc. Chẳng trách đại yêu trong hang động không có động tĩnh gì, quả thực là độc càng thêm độc, hơn nữa Dương Bách Xuyên còn phát hiện trong hang động này có rất nhiều loại thực vật kỳ quái, cảm nhận một chút sẽ biết tất cả đều có độc. Đúng là vào phải ổ độc rồi. Trong hoàn cảnh này có thể tỉnh táo được mới là lạ. Nhưng Dương Bách Xuyên là một ngoại lệ, độc này không thể độc được hắn, xem như sư đồ Vạn Độc Vương xui xẻo rồi. Nếu so tu vi, tên béo lùn Nhậm Anh Tuấn chỉ mới đại thừa không tính là gì, chỉ có Vạn Độc Vương là cao thủ phi thăng cảnh đại viên mãn, nhưng cũng không là gì với Dương Bách Xuyên bây giờ cả, đến cả thánh chủ cũng bị hắn chém, huống chi Vạn Độc Vương không phải thánh chủ,
cho dù phải đi nữa hắn cũng không sợ. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết người độc tu lợi hại nhất không phải ở tu vi mà là ở độc công, đây mới là chiêu chí mạng, hạ độc khó lòng phòng bị. Thậm chí còn không biết độc dược mạnh đến mức độ nào nên Dương Bách Xuyên không dám tùy tiện hành động, lúc này hắn giả vờ bị chúng độc choáng váng để vào được hang ổ của Vạn Độc Vương, đợi sư đồ Vạn Độc Vương đấu tranh nội bộ, mới là lựa chọn tốt nhất. Đợi sau khi tên mập lùn hoàn toàn đi xa, Dương Bách Xuyên mới lặng lẽ phóng thần thức ra đi thăm dò. Bây giờ đã rõ, các đại yêu đều bị trói trong đại sảnh này, chỉ thiếu Tiểu Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên nghĩ phải trước tiên phải tìm được Tiểu Phượng Hoàng hắn mới an tâm, nghe sư đồ Vạn Độc Vương nói chuyện, sau khi Vạn Độc Vương luyện thành Cửu Tiêu Độc Thần, muốn dùng tu vi của Tiểu Phượng Hoàng để luyện Vạn Độc Thần công gì đó. Cho nên Dương Bách Xuyên rất sốt ruột. Sau khi hắn cẩn thận phóng thần thức ra, phát hiện 30 đại yêu cùng hơn 1.000 yêu binh yêu tướng cấp đại thừa đi theo Tiểu Phượng Hoàng cũng có mặt, tất cả đều bị trói vào cột đá trong đại sảnh, không thiếu ai cả, cũng không có thương vong, nhưng tất cả đều bị chúng độc hôn mê bất tỉnh. Điều này khiến Dương Bách Xuyên thở phào một hơi. Chỉ là không thấy Tiểu Phượng Hoàng đâu, nhưng hắn cảm nhận được một sự tồn tại ở cửa đá bên kia đại sảnh. Sợ bị Vạn Độc Vương phát hiện, Dương Bách Xuyên quyết định thu hồi thần thức, chuẩn bị xuất nguyên thần đi xem thử. Chỉ có nguyên thần đi xuyên qua cửa mới không gây ra nhiều dao động. Dù rất mạo hiểm, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm nhiều như vậy, không thể để Tiểu Phượng Hoàng xảy ra chuyện. Sau đó Dương Bách Xuyên đi vào biển ý thức. Trong biển ý thức, nguyên thần của Dương Bách Xuyên ngồi xếp bằng phía trên Hắc Liên, hắn mở mắt, quyết định thương lượng với Hắc Liên một chút, xem có thể bảo vệ nguyên thần của mình một chút không, dù sao nguyên thần cũng là gốc rễ, hơn nữa ở đây là hang ổ của Vạn Độc Vương. Đâu đâu cũng là độc, nói không chừng có loại độc nào đó có thể làm tổn thương nguyên thần. Hắc Liên. Dương Bách Xuyên gọi một tiếng. Sau đó Hắc Liên chợt lóe lên ánh sáng đen, một nữ tử mặc đồ đen xuất hiện, có chuyện gì? Dương Bách Xuyên nói thẳng, ở đây là hang ổ của Vạn Độc Vương, ta chuẩn bị xuất nguyên thần ra thăm dò đường, có thể nào bảo vệ nguyên thần của ta không bị trúng độc được không? Nữ tử Hắc Liên trầm mặc một chút như thể có gì đó khó xử. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, được. Lời nói vẫn rất ngắn gọn, cùng với vẻ mặt vô cảm giống hệt với trước kia. Nói xong nàng ấy khua tay đánh ra mấy chục pháp quyết, sau đó một ký hiệu màu đen xuất hiện, tiến vào giữa mi tâm của Dương Bách Xuyên. Đây là khí căn nguyên của ta, có thể bảo vệ nguyên thần của ngươi một lần, chỉ một lần mà thôi. Nữ tử Hắc Liên nói. Dương Bách Xuyên vui mừng khôn xiết. Hắn biết Hắc Liên nói vậy thì chắc chắn có thể bảo vệ nguyên thần của hắn, sức mạnh căn nguyên của đệ nhất Hắc Liên của Hồng Hoang sao có thể tầm thường được. Một lần cũng đã đủ lắm rồi, hơn nữa đây cũng chỉ là để đề phòng, hắn xuất nguyên thần cũng chưa chắc sẽ gặp phải chuyện không may. Sau khi cảm ơn, nguyên thần của Dương Bách Xuyên rời khỏi cơ thể, trực tiếp bay về phía cửa đá. Khi tới cửa đá, Dương Bách Xuyên chậm rãi tới gần, sau đó xuyên qua cửa đá, xuất hiện trước một lối đi. Trong lối đi có chút mờ mịt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nguyên thần của Dương Bách Xuyên, hắn trực tiếp đi đến cuối thông đạo. Mấy phút sau, trong lối đi sâu thăm thẳm hiện lên một tia sáng màu đỏ nhạt, cũng cảm nhận được từng đợt nhiệt truyền đến. Sau khi nguyên thần của Dương Bách Xuyên bay tới phát hiện đây là một nơi nham thạch nóng chảy, chả trách lại có nhiệt. Đây là một mật thất với diện tích khoảng 50-60 mét vuông. Dương Bách Xuyên vừa vào trong đã nhìn thấy sư đồ Vạn Độc Vương và tên mập lùn Nhậm Anh Tuấn. Chỉ thấy giữa mật thất có một cái hồ nham thạch nóng chảy với đường kính khoảng 30 mét, ở giữa hồ nham thạch nóng chảy là một bệ đá đường kính khoảng 9 mét, trên bệ đá là một lò luyện đan, Vạn Độc Vương đang ngồi trước lò luyện đan. Rõ ràng là đang luyện đan. Vạn Độc Vương dùng một tay đánh ra đan quyết, ngọn lửa trong hồ nham thạch nóng chảy bay lên, không ngừng tiến vào trong lò luyện đan. Dương Bách Xuyên biết Vạn Độc Vương đang luyện Cửu Tiêu Độc Thần Đan. Còn tên mập lùn Nhậm Anh Tuấn lúc này đang đứng bên ngoài hồ nham thạch, cung kính nhìn theo, đúng là một đồ đệ ngoan trung thành và tận tâm, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc mắng Vạn Độc Vương. Hai sư đồ này ai cũng có mưu đồ riêng. Khi Dương Bách Xuyên nhìn qua góc tường, nhất thời kinh ngạc, hắn nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng bị nhốt ở đó, cũng đang trong trạng thái hôn mê. Trước mắt xem ra Tiểu Phượng Hoàng không sao. Rất có thể đã bị rút rất nhiều máu dùng để luyện đan. Ở một góc khác, Dương Bách Xuyên mừng rỡ khi nhìn thấy người bạn cũ Chiêm Khánh Nhân, nhưng khác với Tiểu Phượng Hoàng, tình hình của Chiêm Khánh Nhân thê thảm hơn rất nhiều,
hắn ta không bị trói, nhưng toàn thân đều là vết thương, rõ ràng là đã bị đánh, hơn nữa hơi thở cũng rất yếu ớt. Dựa theo cách nói của Hồ Tiên Nhi, Chiêm Khánh Nhân đã đuổi theo tên mập lùn Nhậm Anh Tuấn. Lúc này xem ra hắn ta đã bị tên mập lùn Nhậm Anh Tuấn ra đòn hiểm, cũng không biết vì sao lại bị đưa đến mật thất nham thạch nóng chảy này. Dương Bách Xuyên rất muốn tiến lên cứu Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Phượng Hoàng, nhưng Dương Bách Xuyên biết lúc này không thể nóng vội, hắn cần phải đợi, đợi thời gian có thể làm chim hoàng tước. Nếu không một khi đối đầu trực diện với Vạn Độc Vương, về thực lực hắn không ngại, nhưng nếu Vạn Độc Vương dùng độc thì hắn lại không nắm chắc. Còn chưa đối mặt đã có thể hạ độc được nhiều như vậy, nếu thực sự chạm mặt, ai biết Vạn Độc Vương còn có thủ đoạn gì nữa. Phải chờ. Chờ cơ hội đến. Trước đó tên mập lùn nói vào đêm âm nguyệt 7 ngày sau cũng là lúc hắn ta phản kích, đến lúc đó làm chim hoàng tước hay đối đầu trực diện thì sẽ biết thôi. Hắn sẽ chờ nhiều nhất 7 ngày. Bởi vì nhiều thêm một ngày nữa thì Tiểu Phượng Hoàng và Chiêm Khánh Nhân sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên ẩn náu bên cạnh Chiêm Khánh Nhân kiểm tra thương tích của Chiêm Khánh Nhân, hắn thở phào một hơi, tuy Chiêm Khánh Nhân bị thương rất nặng, nhưng Dương Bách Xuyên có thể chữa trị được, chủ yếu là độc trong cơ thể hắn ta dường như đã tiến vào tâm mạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì 10 ngày. Dù lo lắng nhưng hắn cũng không dám hành động hấp tấp. Trước mắt chỉ có thể âm thầm quan sát. Vạn Độc Vương luyện đan liên tục 3 ngày, chủ yếu là khống chế ngọn lửa, không hề cử động chút nào. Còn tên mập lùn cũng ở trong mật thất không nhúc nhích, Dương Bách Xuyên thấy, có lẽ 4 ngày tiếp theo cũng sẽ như vậy. Hắn yên tâm, nguyên thần lặng lẽ rời khỏi mật thất, trở về theo đường cũ, chuẩn bị giải cứu tất cả đại yêu trong đại sảnh, giải độc cho các đại yêu trước, sau đó chờ 4 ngày sau trở mặt với tên mập lùn và Vạn Độc Vương, đến lúc đó mặc kệ có được hay không Dương Bách Xuyên cũng sẽ sẵn sàng tấn công. Hai tên độc tu này, một già một trẻ, không phải thứ tốt lành gì. Phải tiêu diệt bọn chúng. Sau khi rời khỏi đây, nguyên thần của Dương Bách Xuyên trở về vị trí cũ, vận chuyển chân nguyên cắt đứt dây mây trên người, bắt đầu giải cứu từng nhóm đại yêu. Đầu tiên hắn giải độc cho 10 thiên yêu đi theo hắn và 30 thiên yêu đi theo Tiểu Phượng Hoàng, tốn mất 4 ngày, lúc này vẫn còn 1.000 yêu binh yêu tướng cấp bậc đại thừa, Dương Bách Xuyên trực tiếp thu vào trong không gian của bình càn khôn. Sau khi dặn 40 thiên yêu đợi ở cửa đá, hắn lại xuất nguyên thần vào mật thất thăm dò thử, xem tên mập lùn Nhậm Anh Tuấn đã trở mặt với Vạn Độc Vương chưa. Lúc này, Dương Bách Xuyên bị dồn vào đường cùng mới nhớ tới câu nói của Vạn Độc Vương. Cho dù đã nhờ Hắc Liên trợ giúp vẫn không giết được lão độc vật, còn cướp đi sinh mạng của 5 tên đại yêu, chuyện này cũng khiến Dương Bách Xuyên quyết định sẽ dùng cửu tiêu độc thần đan. Không còn có cách nào, Dương Mỗ đành phải đánh cược, mắt thấy Vạn Độc Vương như một con rán đánh mãi không chết. Pháp lực trong cơ thể cũng đã cạn kiệt, lúc này không thể không đánh cược một phen. Nhìn Vạn Độc Vương, Dương Bách Xuyên chế nhạo, lão bất tử, người muốn cửu tiêu độc thần đan sao? Đúng vậy, ngoan ngoãn giao cho bổn vương, ta sẽ tha chết cho ngươi. Vạn Độc Vương cho rằng Dương Bách Xuyên sợ hãi, ông ta đột nhiên có chút kiêu ngạo. Được, ta sẽ cho, ta sẽ không bao giờ đưa nó cho ngươi, ha ha ha. Dương Mỗ lấy cửu tiêu độc thần đan từ trong không gian bình càn khôn ra, không nói nhiều nuốt xuống. Không, a, tiểu tặc, bản vương sẽ chém người thành muôn mảnh. Ông ta trợn tròn mắt. Tất cả mọi mưu đồ của ông ta đều phải dựa vào cửu tiêu độc thần đan, giờ đây viên đan dược kia lại bị Dương Bách Xuyên nuốt mất, hết thảy đều trở thành vô ích. Dương Bách Xuyên uống cửu tiêu độc thần đan, thể nội nổ ầm một tiếng. Một nguồn năng lượng khổng lồ cường đại vô cùng bùng nổ trong cơ thể. Năng lượng khổng lồ ấy khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy thân thể mình sắp nổ tung, mặt hết trắng lại hồng. Hắn nhanh chóng thúc giục càn khôn tạo hóa quyết, bắt đầu luyện hóa sức mạnh to lớn cường đại kia trong cơ thể. Khí tức toàn thân tăng vọt không ngừng. Trong cơ thể hắn vang lên âm thanh lốp bốp giòn tan, đây là kết quả của lượng năng lượng khổng lồ lúc trước, năng lượng của cửu tiêu độc thần đan quá lớn. Thể nội nhất thời không thể tiếp nhận được. Âm ầm, Dương Bách Xuyên cảm thấy nguyên thần dường như bay khỏi cơ thể, nhưng nó vẫn ở trong thức hải. Kỳ thực hắn biết rõ đây là đột phá tu vi. Từ tu vi đại thừa đại viên mãn từng chút đột phá lên phi thăng cảnh sơ kỳ. Theo tu vi tăng lên, Dương Bách Xuyên thấy mình dường như đã bước vào một thế giới khác. Nói chính xác hơn là bước vào một loại cảnh giới tu hành. Nó rất thần bí. Khó tả, cảm giác sức mạnh của chân nguyên bên trong đã thay đổi rất nhiều,
dường như đã được nâng lên một tầm cao mới, nguyên thần càng phát triển mạnh mẽ hơn, cảm giác cơ thể từ trong ra ngoài đều được cải thiện rõ ràng. Sức mạnh trong thể nội của hắn lúc này như muốn nổ tung, hắn muốn phát tiết ra ngoài, nếu không hắn có thể sẽ bạo thể mà chết. Loại cảm giác này bí ẩn, còn hơi khó chịu. Bởi vì cảm giác do sự thay đổi sức mạnh mang lại hoàn toàn khác với tu luyện thông thường. Dương Bách Xuyên biết đây chính là tác dụng của cửu tiêu độc thần đan. Có tác dụng tự nhiên cũng có nguy hiểm tiềm ẩn, mà những nguy hiểm tiềm ẩn thực sự cũng không nhỏ. Ngoài năng lượng khổng lồ đang trên bờ vực bùng nổ, mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn hơn cả là độc tố. Mặc dù trong cuộc nói chuyện trước đó của Nhậm Anh Tuấn và Vạn Độc Vương có chút thất vọng, nhưng sau khi độc của cửu tiêu độc thần đan đạt đến cực hạn, viên đan dược đã có thể sánh ngang với tiên đan, hoàn toàn có khả năng gia tăng công lực. Điều này không sai, thế nhưng sau khi sử dụng, Dương Bách Xuyên phát hiện độc đan chung quy lại vẫn là độc đan, vẫn có độc. Mặc kệ hắn đang vận chuyển càn khôn nội ngoại quyết cùng luyện đan mệnh tinh để chống cự, nhưng kết quả thì sao đây? Đến cuối cùng thì độc đan vẫn là độc, mỗi tấc trong cơ thể đều có độc tố xâm nhập, điều này đơn giản là không thể ngăn cản. Ngay cả khi đã luyện hóa thì cũng đã quá muộn để ngăn chặn. Nhưng không còn cách nào khác. Lúc này đây Dương Bách Xuyên không thể quan tâm đến có phải độc dược hay không, bởi kẻ địch lớn nhất là Vạn Độc Vương vẫn còn tồn tại. Điều may mắn duy nhất là độc tính của cửu tiêu độc thần đan không ảnh hưởng nhiều đến hắn vì thực lực cường đại hiện tại. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên cũng biết, một lúc sau, chờ sau khi độc xâm nhập vào huyết mạch, tình hình sẽ không còn đơn giản như vậy. Cho nên, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này chính là giải quyết Vạn Độc Vương trước. Đợi đến khi xử lý xong lão độc vật này thì nguy cơ mới được giải trừ, nếu không thì đó sẽ là một rắc rối khủng khiếp. Về phần chất độc trong cơ thể, hắn cũng không nghĩ đến quá nhiều. Mà lão độc vật Vạn Độc Vương lúc này giống như phát điên lúc nhìn thấy Dương Bách Xuyên nhanh gọn lẹ nuốt cửu tiêu độc thần đan mà ông ta cực khổ luyện ra. Lão độc vật tuyệt vọng, bởi vì ông ta biết một lò đan dược chỉ có một viên cửu tiêu độc thần đan này thôi, thiên hạ sẽ không còn có viên cửu tiêu độc thần đan thứ hai. Hắn phải mất mấy ngàn năm mới có thể chuẩn bị xong thảo dược và đủ thứ để luyện chế cửu tiêu độc thần đan. Tất cả coi như đã kết thúc rồi. Bản vương muốn băm ngươi thành trăm mảnh Vạn Độc Vương điều khiển quái thú nham thạch vồ lấy Dương Bách Xuyên, giơ nắm đấm to bằng cái thớt kéo theo lực lượng cường đại ập tới. Đến thật đúng lúc. Dương Mỗ lẩm bẩm, thanh kiếm khổng lồ bắt đầu nghênh tiếp. Giờ phút này. Hắn có cảm giác mình sắp bị một sức mạnh cường đại bùng nổ bên trong mà bạo thể rồi chết, hắn không có chỗ nào để phát tiết, nhưng lúc này, đòn kia vừa hay đánh vào gần cơ thể hắn. Một quyền một kiếm va chạm mạnh mẽ, âm thanh chấn động. Dương Bách Xuyên lùi lại ba bước, không những không bị thương mà còn cảm thấy nhẹ nhõm trong người, như thể sức mạnh chạy lung tung trong cơ thể đã tìm được lối thoát. Lại nào, lão độc vật! Hôm nay để ta xem ngươi mạnh như thế nào. Trong tiếng gào thét, Dương Bách Xuyên nhảy lên, phi thân lên giữa không trung ngang bằng với thân thể khổng lồ của quái thú nham thạch, dùng kiếm chém vào đầu con quái thú nham thạch. Ầm ầm. Growl a. Một kiếm này của Dương Bách Xuyên sử dụng sức mạnh của pháp tắc, lại thêm một kiếm cắt đứt mặt của quái thú nham thạch, khiến cho quái thú nham thạch và lão độc vật Vạn Độc Vu Ơn đồng thời kêu giống lên thảm thiết. Dương Bách Xuyên vui mừng trong lòng. Cảm thấy sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể mình đã nhẹ nhõm đi phần nào, hắn lại nhào tới một lần nữa. Rầm rầm rầm. Growl growl growl, grrr. Dương Bách Xuyên một kiếm lại một kiếm chém vào thân thể của quái thú nham thạch, từng khối đá nham thạch rơi xuống. Từng nhát kiếm chém ra đều sử dụng sức mạnh của pháp tắc, từ sau khi tu vi đột phá lên phi thăng cảnh sơ kỳ, thực lực của Dương Bách Xuyên đã tăng lên gấp 10 lần, quả thực đã đạt đến một cảnh giới mà hắn không thể tưởng tượng được. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao các tu sĩ phi thăng cảnh luôn nói từ phi thăng cảnh trở xuống đều là sâu kiến. Mặc dù chênh lệch giữa hai bên chỉ là một cảnh giới nhỏ, nhưng sau khi vượt qua lại là sự khác biệt một trời một vực, không chỉ thực lực tăng lên, mà sức mạnh của toàn phương vị đều tăng lên. Đó là sức mạnh của nguyên thần và chân nguyên đồng thời biến hóa. Phi thăng cảnh là cấp độ tích lũy sức mạnh của chân nguyên và cũng là quá trình nâng chân nguyên lên thành tiên linh lực. Khi hoàn thành chuyển hóa hoàn toàn, ánh sáng chỉ dẫn phi thăng thành tiên sẽ giáng xuống. Lúc này, Dương Bách Xuyên đã hiểu được cốt lõi của phi thăng cảnh, hóa ra là quá trình tiến hóa lại của chân nguyên và nguyên thần, điều này có nghĩa là sức mạnh trong cơ thể hắn lúc này đã vượt qua cấp độ chân nguyên.
Trong trường hợp này cộng thêm sự gia trì của sức mạnh của pháp tắc, mỗi lần hắn cầm kiếm đồ long chém ra một kiếm, đều sẽ khiến một viên đá nham thạch rơi ra từ cơ thể cứng rắn của quái thú nham thạch. Sau vài phút, Dương Bách Xuyên không biết mình đã chém bao nhiêu nhát, dù sao đó cũng là lần chém nguyên thủy nhất, khiến thân thể to lớn cứng rắn của quái thú nham thạch nhỏ lại. Giờ phút này, Vạn Độc Vương càng ngày càng hoảng loạn. Ông ta không ngờ thực lực của Dương Bách Xuyên lại tăng vọt đến mức như vậy sau khi dùng cửu tiêu độc thần đan, thân thể quái thú nham thạch của ông ta không thể chống cự được. Một nhát kiếm khác chém ra, một viên đá nham thạch lớn khác lại rơi xuống. Vạn Độc Vương biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc, ông ta đột nhiên gầm lên giận dữ, mở miệng phun ra một quả cầu lửa ngũ sắc về phía Dương Bách Xuyên, đó là tinh túy của xương độc và hỏa độc ngũ hành mà ông ta đã luyện ra. Không trông cậy có thể thiêu chết Dương Bách Xuyên, chỉ hy vọng có thể độc chết Dương Bách Xuyên. Growl. Thấy quái thú nham thạch đột nhiên đứng dậy phun ra một quả cầu lửa lớn về phía mình, Dương Bách Xuyên cũng giật mình, khoảng cách quá gần không thể né tránh, hắn chỉ có thể giống một tiếng xuất kiếm ra. Phá không gian. Lần này, hắn dùng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể chém một kiếm. Sau một tiếng kinh thiên động địa, ngọn lửa vỡ vụn, Dương Bách Xuyên bị khói độc quấn thân. Tuy nhiên, thanh kiếm hắn cầm cũng trực tiếp chém vỡ quả cầu lửa, rơi xuống thân thể của quái thú nham thạch. Rắc, a, ngươi. Một tiếng rắc giòn ta, con quái thú nham thạch trực tiếp bị một kiếm toàn lực của Dương Bách Xuyên chia năm xẻ bảy, đổ rầm xuống, kèm theo là tiếng thét không cam lòng của Vạn Độc Vương. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên phát hiện mình đã hít phải miệng khói độc, nhưng sau khi vào trong cơ thể thì không sao, ngược lại còn bị độc tố của cửu tiêu độc thần đan trong cơ thể nuốt chừng. Lúc này hắn vung tay lên, khói độc và lửa biến mất, quái thú nham thạch rơi xuống đất biến thành một bức tượng đá. Tiến lên một bước, hắn muốn xem xét tình hình, nhưng ở giữa tảng đá, hắn phát hiện Vạn Độc Vương, thân thể đã bị kiếm khí chia làm đôi, không còn thở nữa. Lão độc vật này cuối cùng cũng bị hắn giết chết. Vung tay lên, Dương Bách Xuyên nhìn thấy quyển sách quý báu của lão độc vật hay còn gọi là Vạn Độc Kinh. Hắn không có ý định bỏ qua, cũng không nhìn. Không chạm, trong lòng thầm nghĩ cái gì đó, rồi thu cuốn sách vào không gian bình càn khôn. Tuy nhiên, vào lúc này, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn biết chất độc của cửu thiên thần dược trong cơ thể mình phát tác. Lúc bình tĩnh ý thức vẫn còn rõ ràng, Dương Bách Xuyên triệu hoán 35 tên đại yêu từ trong không gian bình càn khôn dặn dò, đưa ta đi gặp Yên Chi. Dương Bách Xuyên biết độc lợi hại như vậy, có lẽ chỉ có Lục Yên Chi mới có cách. Sau đó, Dương Bách Xuyên tỉnh lại đã thấy mình trở về Vân Môn, cũng đã là 10 ngày sau rồi. Dương Bách Xuyên mở mắt ra đã thấy một đám nữ nhân. Từng người đều vui mừng khôn xiết khi thấy hắn tỉnh lại. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đó đều là nữ nhân của hắn, còn có cả Hiên Viên Linh Hề. Ta không sao. Dương Bách Xuyên đối mặt với sự quan tâm của bọn họ, lòng cảm thấy ấm áp, thực ra hắn hiểu rõ, sao có thể không sao được. Lúc này độc trong người chỉ cảm giác bị áp chế, không tổn thương đến tim mạch. Xem ra hẳn là công lao của Hiên Viên Linh Hề và Lục Yên Chi. Một người là y tu, một người là độc tu, hai người phối hợp với nhau, tuy không thể giải độc cho hắn nhưng muốn áp chế độc thì không thành vấn đề. Ca ca. Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với mấy nữ nhân thì ngoài cửa vang lên giọng nói của muội muội Dương San San. Nghe giọng nói rất khỏe mạnh. Dương Bách Xuyên biết đan điền của nàng ấy đã khôi phục, không khỏi nhìn về phía Hiên Viên Linh Hề nói, đa tạ. Không có gì, có nhũ thạch 10 vạn năm, ta cũng chỉ giúp San San điều dưỡng một phen, giờ đan điền của nàng ấy đã hoàn toàn bình phục. Hiên Viên Linh Hề nói, ca ca, huynh thế nào rồi? Dương San San vừa nói vừa lao đến bên giường, mắt cũng hơi đỏ, nàng biết lần này Dương Bách Xuyên vì đi tìm linh dược cho nàng mà bị thương. Không sao. Ca ca của muội thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, làm sao có chuyện gì được, đan điền của muội khôi phục thế nào rồi? Dương Bách Xuyên cười cười, vẫn cưng chiều tiểu muội muội này. Đều nhờ Hiên Viên tỷ, nhờ sự giúp đỡ của tỷ ấy, đan điền của ta đã hoàn toàn khôi phục. Tiếp theo, Lưu Thích Kỳ, Lý Đại Nghị, cùng ba đồ đệ của Dương Bách Xuyên đều đến. Nghe nói Dương Bách Xuyên tỉnh lại, mọi người lần lượt đến. Hồ Tiên Nhi và Viên Tiểu Lôi cũng theo sau mà đến, nhìn thấy Hồ Tiên Nhi, Dương Bách Xuyên mới nhớ ra, Chiêm Khánh Nhân và Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn trong không gian của Bình Càn Khôn. Ý thức hắn tiến vào nhìn,
Tiểu Phượng Hoàng dù sao cũng là thần thú nên đã tỉnh lại, chỉ có Chiêm Khánh Nhân vẫn còn hôn mê, vẫn đang trong trạng thái trúng độc, còn có hơn 1000 yêu binh yêu tướng. Lúc đó sau khi trúng độc, hắn không kịp giải độc cho bọn họ, lúc này đều ở trong không gian bình càn khôn. Dương Bách Xuyên bước ra khỏi điện, thả tất cả yêu tu ra, sắp xếp người giải độc cho bọn họ. Nhưng Lục Yên Chi có mặt, trực tiếp phung tay hấp thụ hết độc của tất cả yêu tu, lập tức hơn 1000 yêu binh yêu tướng đều tỉnh lại. Chỉ có Chiêm Khánh Nhân tuy đã giải độc nhưng bị thương rất nặng, vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng có Hiên Viên Linh Hề là y tu ở đây, nàng cũng nói không sao, nghỉ ngơi vài ngày là tỉnh lại. Dương Bách Xuyên bảo Hồ Tiên Nhi đi chăm sóc Chiêm Khánh Nhân nghỉ ngơi, sau đó mới quay trở lại đại điện. Đối với những người đến thăm hỏi liên tục, Dương Bách Xuyên không những không thấy phiền, ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác thân tình này. Theo sự gia tăng tu vi, hắn có thể cảm nhận rõ những người quen cũ của Vân Môn trước đây đứng bên cạnh hắn không còn cảm giác lão hữu với nhau nữa, ngược lại từng người đều mang theo sự kính sợ. Chỉ có Lý Đại Nghị và Lưu Tích Kỳ cùng mấy thành viên ban đầu của Vân Môn là không để tâm đến việc tu vi chênh lệch, vẫn nói cười với hắn như trước. Chớp mắt đã trôi qua nửa ngày, chỉ có Lục Yên Chi và Hiên Viên Linh Hề biết tình hình của Dương Bách Xuyên, thực ra độc tố chỉ bị áp chế chứ chưa thực sự giải quyết. Lục Yên Chi đã là nữ nhân của Dương Bách Xuyên, đương nhiên biết lúc này nên tìm Chánh Cung Nương Nương Triệu Nam nói chuyện, lặng lẽ gọi Triệu Nam sang một bên, kể lại tình hình của Dương Bách Xuyên. Được rồi, mọi người giải tán trước đi, Bách Xuyên vừa tỉnh, cần nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Triệu Nam vừa lên tiếng, một số Vân Môn lão nhân cũng không tiện nói gì, từng người cáo lui. Đợi mọi người ra ngoài hết, Dương Bách Xuyên bảo Hiên Viên Linh Hề và Lục Yên Chi ở lại. Hắn muốn tìm hiểu tình hình độc tố trong cơ thể mình. Hiên Viên cô nương, nàng nói đi, độc trong cơ thể ta có thể giải được không? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng. Chỉ có hắn mới biết rõ loại độc còn sót lại trong cơ thể là loại độc gì, có thể nói hắn đã liều mạng mới giết được Vạn Độc Vương, dẫn đến độc vào trong cơ thể, tuy tu vi đã tăng lên nhưng di chứng của việc dùng cửu tiêu độc thần đan vẫn còn. Điều này hắn không bất ngờ. Không thể. Độc trong cơ thể chàng có thể nói là một loại sức mạnh cường đại, cũng có thể nói là một loại độc, đã hòa vào từng tấc cơ thể chàng, cũng hòa vào đan điền của chàng. Muốn giải độc chỉ có cách hút cạn sức mạnh của chàng, nhưng như vậy chàng cũng phế rồi. Hiên Viên Linh Hề nói. Dương Bách Xuyên nhíu mày, đúng là tình hình trong cơ thể hắn hiện giờ đúng như lời Hiên Viên Linh Hề nói. Dương Đại Ca, thật ra ta có cách. Chỉ cần thêm chút thời gian để tìm hiểu độc còn sót lại trong cơ thể huynh có thuộc tính gì là được. Lúc này Lục Yên Chi lên tiếng, nhưng sắc mặt lại ửng hồng. Cách gì? Dương Bách Xuyên và Hiên Viên Linh Hề gần như đồng thời lên tiếng, lúc này sắc mặt Lục Yên Chi càng đỏ hơn. Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn chu miệng lại gần tai Dương Mỗ, nhỏ giọng nói, tu luyện xong tu với ta có thể hấp thụ và luyện hóa độc tố trong cơ thể chàng, chỉ có điều không rõ thuộc tính độc tố, không dám manh động. Ha ha ha! Dương Mỗ nghe xong thì cười lớn. Lúc này Hiên Viên Linh Hề là y tu, nhưng lại rất tò mò về cách giải độc trong cơ thể Dương Bách Xuyên, vẫn không nhịn được hỏi, rốt cuộc là dùng cách gì giải độc. Ha ha! Khụ khụ! Dương Mỗ cũng đỏ mặt, còn Lục Yên Chi thì đỏ mặt cúi đầu. Không nói thì thôi, Hiên Viên Linh Hề không cố ý nghe Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi nói, đương nhiên không biết Lục Yên Chi đã nói cách gì với Dương Bách Xuyên. Nhưng là y tu, nàng muốn biết một hai điều. Muốn biết thật không, hắn thấy Hiên Viên Linh Hề có vẻ không vui, liền cười hì hì. Nói hay không, Hiên Viên Linh Hề trừng mắt. Hiên Viên tỷ đừng hỏi nữa, Lục Yên Chi đỏ mặt ngăn cản. Ta rất muốn biết, ta còn đang nghĩ cách giải độc cho hắn, Yên Chi, uổng công ta coi muội là bằng hữu, muội thế mà không nói cho ta biết. Ta vất vả truyền thụ toàn bộ y đạo của mình cho muội không hề giữ lại, muội cũng quá keo kiệt rồi, có cách giải độc mà không nói cho ta biết, hừ. Hiên Viên Linh Hề có chút tức giận nói. Không không không, không phải, Hiên Viên tỷ hiểu lầm rồi. Ôi, phải nói với tỷ thế nào đây, cách ta giải độc cho Dương Đại Ca có liên quan đến độc thể ách nan bẩm sinh của ta có thể hấp thụ và luyện hóa độc trong cơ thể hắn. Lục Yên Chi vội vàng giải thích. Nhưng lúc này Dương Mỗ lại nhìn Hiên Viên Linh Hề cười xấu xa, cũng cắt ngang lời giải thích của Lục Yên Chi với Hiên Viên Linh Hề, hắn nói, được rồi, nói cho nàng biết nhé. Là song tu, ha ha. Song tu. Hiên Viên Linh Hề vô thức thốt ra, sau đó mới phản ứng lại, sắc mặt ửng hồng,
Trong đầu nàng hiện lên một quyển sách cổ, trên đó có những hình ảnh xấu hổ. Lưu manh, phi. Nàng dậm chân về phía Dương Bách Xuyên, khoảnh khắc sau Hiên Viên Linh Hề bay ra khỏi đại điện, giờ nàng đã hiểu tại sao Lục Yên Chi không nói trước mặt nàng, nàng còn đi hỏi. Thật là mất mặt. Ha ha ha. Trong đại điện, Dương Mỗ cười lớn, nhìn sắc mặt đỏ bừng của Hiên Viên Linh Hề chạy ra ngoài, cười đến nỗi nước mắt cũng sắp chảy ra. Dương đại ca, huynh còn cười nữa, giờ thì Hiên Viên tỷ tỷ không thèm để ý đến ta nữa rồi. Lục Yên Chi đi tới, trợn trắng mắt. Ha ha, không sao, lát nữa ta sẽ đi giải thích với nàng ấy. Dương Mỗ nghĩ đến cách song tu mà Lục Yên Chi nói, lúc này lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng ta, bèn ôm nàng ta vào lòng. Đừng giỡn nữa, trong cơ thể huynh còn độc, chỉ là tạm thời áp chế thôi, ta phải nghĩ cách hiểu rõ thuộc tính độc trong cơ thể huynh càng sớm càng tốt, kéo dài quá sẽ không có lợi cho huynh. Lục Yên Chi giãy khỏi Dương Mỗ, nghiêm túc nói. Dương Bách Xuyên nghe Lục Yên Chi nhắc đến thuộc tính độc tố, lập tức nghĩ đến quyển có được từ Vạn Độc Vương, hắn nhớ Nhậm Anh Tuấn mập lùn từng lẩm bẩm tự nói rằng ghi chép lại đủ loại độc trên thế gian, lúc này mới nhớ ra hắn đã vứt nó trong không gian bình càn khôn từ lâu. Vừa hay đưa cho Lục Yên Chi. Yên Chi, đây là ta có được từ Vạn Độc Vương, nàng xem thử có giúp ích được gì cho nàng không. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa lấy ra quyển sách nhỏ màu vàng ghi chữ. Chấm hỏi. Lục Yên Chi kinh ngạc, định đưa tay ra cầm lấy quyển sách nhỏ đang lơ lửng. Trên đó có độc, không được chạm vào. Dương đại ca yên tâm, thể chất ta là độc thể ách nan bẩm sinh, không sợ bất kỳ loại độc nào, giờ xem thử đây có phải là thật không, nếu đúng thì rất nhanh có thể giải độc cho huynh. Lục Yên Chi cầm quyển sách nhỏ màu vàng hay còn gọi là trong tay xem xét. Dương Bách Xuyên thấy không sao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã từng thấy cảnh Nhậm Anh Tuấn mập lùn chạm vào rồi hóa thành một vũng nước đặc sệt. Nhưng xem ra Yên Chi thật sự không nói sai, nàng ta không sợ bất kỳ loại độc nào. Bên trong chủ điện của Vân Môn Tiên Cảnh đã trở thành khu vực cấm, đích thân Triệu Nam đã hạ lệnh trong phạm vi 10 dặm không ai được tới gần, nguyên nhân là Dương Bách Xuyên vừa mới bình phục vết thương, cần phải bế quan tĩnh dưỡng. Nhưng thật ra là Triệu Nam biết, Lục Yên Chi đang giải độc cho Dương Bách Xuyên. Chỉ là phương pháp giải độc khiến người ta phải đỏ mặt, vì suy nghĩ cho cái mặt già của Dương Bách Xuyên, nàng chỉ có thể hạ lệnh không ai được tới gần chủ điện trong phạm vi 10 dặm. Mà thực thế chính là như vậy. Lúc này, bên trong chủ điện đang diễn ra cảnh tượng xuân cung sống động, tiếng thở dốc khi thấp khi cao. Trong này, Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đang ở trạng thái xuất khiếu nguyên thần, hư thực hợp nhất. Sau khi Lục Yên Chi có được Vạn Độc Kinh, rất nhanh đã hiểu được thuộc tính độc tố trong cơ thể Dương Bách Xuyên, hai người bắt đầu song tu giải độc. Thật ra là hấp thụ độc tố vào trong cơ thể nàng. Theo như những gì Lục Yên Chi nói chính là thánh kinh của độc tu giới, người có được Vạn Độc Kinh sẽ trở thành Vạn Độc Vương, bên trong có ghi chép lại những phân tích về độc, đủ các loại phương pháp dùng độc, hơn nữa cơ thể nàng đã vốn là độc thể ách nan, sớm muộn cũng có ngày trở thành Vạn Độc Vương. Bất cứ chuyện gì liên quan tới độc thì nàng đều có thể giải quyết. Vậy nên Lục Yên Chi đã tìm được cách giải độc cho Dương Bách Xuyên từ Vạn Độc Kinh. Một tháng sau, cánh cửa đại điện mở, Dương Bách Xuyên sảng khoái bước ra ngoài, cảnh giới tu vi cuối cùng cũng ổn định ở phi thăng sơ kỳ. Trải qua trận song tu, độc tố trong cơ thể đã bị Lục Yên Chi hấp thu sạch sẽ, công pháp vô cùng trơn tru. Song tu lần này cả đôi bên đều có lợi. Tu vi của Lục Yên Chi đã đạt tới đại thừa đại viên mãn, tất cả đều nhờ có sức mạnh độc tố của cửu tiêu độc thần đan trong cơ thể Dương Bách Xuyên, khiến tu vi của nàng tăng mạnh. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ Vân Môn Tiên Cảnh đã phát triển theo quy củ, Viên Tiểu Lôi và Chiêm Khánh Nhân đều trở về, Dương Bách Xuyên không trói buộc tất cả mọi người, hắn biết khi tu luyện tới giai đoạn sau, mỗi người đều có con đường mà mình muốn theo đuổi. Với thực lực và danh tiếng của Vân Môn Tiên Cảnh hiện tại, đệ tử ra ngoài cũng sẽ không gặp phải phiền phức. Để bọn họ tu luyện trong tông môn cũng không có ích gì, muốn ra ngoài rèn luyện đều có thể, nhưng phải lập ra quy tắc, bất cứ đệ tử nào của Vân Môn, dù là người hay yêu thì đều không thể giết người vô tội, nhưng người Vân Môn họ cũng không sợ phiền phức. Việc của Vân Môn xem như được giải quyết xong, nhưng với Dương Bách Xuyên mà nói, trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều chuyện cần hắn phải đi làm từng chút một. Điều cấp bách nhất vẫn là yêu đan của Trồn Nhi. Lần trước đã hỏi Hoàng đế Hiên Viên, người ta trực tiếp lấy ra dịch nhũ 10 vạn năm chữa khỏi đan điền cho muội muội,
nhưng yêu đan của Trồn Nhi thì Hoàng đế Hiên Viên lại bao đi tiểu yêu giới. Bởi vì tiểu yêu giới là gia tộc của huyết mạch nửa người nửa thú, may ra sẽ có cách. Trồn Nhi là linh sủng đi theo hắn sớm nhất, cho dù phải trả bất cứ giá nào, Dương Bách Xuyên cũng sẽ phục hồi yêu đan cho Trồn Nhi. Vậy nên chuyện đầu tiên hắn phải làm tiếp theo là đi tới tiểu yêu giới, nghĩ cách chữa khỏi yêu đan cho Trồn Nhi. Ngoài ra, hôm nay Dương Bách Xuyên sẽ tản bộ tới hồ cá rồng của Vân Môn, ban đầu hắn định dẫn theo Mai Tỷ đi, dù sao thì tỷ ấy cũng có cơ thể chân long, biết đâu sẽ giúp ích khi tới tiểu yêu giới. Kết quả, nhìn từ xa hắn thấy thê tử Triệu Nam đang thất thần, đứng một mình bên hồ. Nhìn bóng lưng cô độc của nàng, trong lòng Dương Bách Xuyên không khỏi áy náy, cho tới hiện tại hắn cũng không có nhiều thời gian bên vợ mình. Hắn đi tới rồi ôm Triệu Nam vào lòng, nàng sao thế? Vân tử, ta nhớ con, cũng không biết Đoàn Đoàn, Viên Viên và Tiểu Mạn Mạn thế nào rồi. Triệu Nam tựa vào vai Dương Bách Xuyên. Chớp mắt đã mấy trăm năm trôi qua, từ khi bọn họ ra khỏi Sơn Hải giới để tới tu chân giới, đã mấy trăm năm nàng chưa nhìn thấy con. Làm cha mẹ, sao có thể không nhớ đứa con của mình? Mặc dù tu chân giả vẫn luôn coi trọng không vướng bận, trước khi tới tu chân giới, nàng đã bàn giao xong chuyện ở Sơn Hải giới. Nhưng cho dù thế nào thì con cái vẫn luôn là tâm can bảo bối trong lòng người làm cha làm mẹ. Đúng thế, không biết bọn trẻ ở Sơn Hải giới thế nào rồi, Dương Bách Xuyên cũng cảm khái. Thật ra làm một người cha, người chồng, hắn không giỏi biểu đạt tình cảm, nhưng trong lòng cũng lo lắng cho con không ít. Chỉ là, hắn biết mình đã đi con đường như thế nào. Từ khi bái lão đầu làm sư phụ, đồng ý với lão đầu sẽ tới tu chân giới, giúp ông nặn lại thiên thể. Bước ngày càng cao trên con đường tu chân, hắn hiểu rất rõ, con đường này gian nguy như thế nào. Những thứ hắn đã chọc phải và những gì mà hắn làm trong tương lai đều là những mối nguy hiểm chưa biết. Lão đầu nói muốn nặn lại tiên thể cho ông thì phải đi đảo tán tiên trước, một số tiên tài địa bảo ở đó mới có thể nặn lại tiên thể cho lão đầu. Hiện tại, Dương Bách Xuyên cũng biết đảo tán tiên là nơi như thế nào, mặc dù chưa từng tới đó nhưng có thể tưởng tượng được. Đảo tán tiên mới là nơi hội tụ cường giả đứng đầu chân chính. Bản thân hắn không thể nào tưởng tượng được nguy hiểm ở đó. Thế nên hắn nhớ người thân, nhớ vợ con nhưng lại không dám đi gặp, sợ bọn họ sẽ bị liên lụy, vì vậy Dương Bách Xuyên mới vất vả sáng lập nên Vân Môn Tiên Cảnh để người thân, bằng hữu một mái nhà yên ổn. Dãy núi Vân Lôi là một nơi che chở tự nhiên, bây giờ còn có đại yêu, cộng thêm nhân tộc phi thăng sau đó gia nhập. Hiện tại Vân Môn đã không thua kém bất kỳ thánh địa nào, thậm chí từ một mức độ nào đó mà nói, Vân Môn của hiện tại đã đạt tới trình độ như những lời khí phách mà hắn từng nói, bọn họ trở thành thế lực vượt qua cả thánh địa. Đã mấy trăm năm qua đi, từ sau khi ra khỏi Tinh Hải Thái Hoang, tất cả 300 đại yêu đều trở thành phi thăng cảnh hậu kỳ, thậm chí là thiên yêu cấp bậc đại viên mãn, 5 vạn yêu tu cấp tôn vương, cũng trong những năm này, bọn họ liên tục tiến hóa tới thiên yêu, cao thủ phi thăng cảnh cũng tăng lên. Số lượng nhiều hơn cả những thánh địa khác cộng lại. Vân Môn của hiện tại không thẹn với cái danh thế lực vượt qua thánh địa. Lúc này, Giang Sơn mà hắn tích lũy đã có thể bảo vệ được người nhà, hiện tại cũng là lúc đón bọn trẻ tới tu chân giới rồi. Hắn nói với Triệu Nam, đợi ta tới tiểu yêu giới một chuyến, sau khi giải quyết vấn đề yêu đan của Trồn Nhi, ta sẽ tới trái đất và Sơn Hải giới, lúc đó sẽ đón bọn nhỏ về đây. Thật sao? Triệu Nam vui vẻ. Đương nhiên, ta đã lừa nàng bao giờ đâu. Chưa từng lừa, Lâu Hải Đường, Thường Vũ Tinh, Thường Vũ Hoan, Lục Yên Chi ở đâu ra vậy? Gần đây nhất còn có Hiên Viên Linh Hề, chàng còn nói không lừa ta. Triệu Nam trợn mắt, nhéo lỗ tai hắn. Khụ khụ, bọn họ đều là. Dương Bách Xuyên lắp bắp. Hừ, lúc trở về thì dẫn theo ta nữa, nếu không ta sẽ không tha cho chàng. Được, nàng buông tay ra trước đã. Ta đồng ý, sau khi đi tiểu yêu giới về thì sẽ dẫn các nàng cùng đi. Dương Bách Xuyên vốn định đi những khi nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Triệu Nam, hắn lại nhớ tới những người phụ nữ khác của mình. Kế tiếp, hắn sẽ dành thời gian bên cạnh từng người, bù đắp những hổ thẹn trong lòng mình, đã có lúc hắn từng nghĩ sẽ tìm một nơi để sống ẩn giật cùng vợ con. Nhưng hắn biết mình không thể, bởi vì hắn còn lời hứa với lão đầu vẫn chưa được hoàn thành. Hắn chưa nặn lại tiên thể cho sư phụ mình, cũng chưa tìm thấy U Minh giới, chưa tìm được Liễu Linh Linh. Đây là những chuyện mà hắn đã thể phải làm. Còn có kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối,
nếu như hắn không nỗ lực thì người chết sẽ là hắn, thậm chí Vân Môn sẽ gặp nạn, người thân bạn bè cũng bị liên lụy, đây là những điều mà hắn có thể tưởng tượng được. Cho nên hắn biết con đường tu chân của mình không thể dừng lại. Đại ma đầu Vu Minh Tuyền là kẻ địch, những người của thánh địa mà hắn đã hủy diệt và đắc tội cũng là kẻ địch, ai mà biết sau lưng bọn họ có thế lực nào mạnh hơn hay không, bỗng có một ngày sẽ nhảy ra, tới tìm hắn trả thù. Một trăm sau, Dương Bách Xuyên đã dành thời gian ở cạnh mỗi người, hắn chuẩn bị xuất phát đi tới tiểu yêu giới. Trước lúc gần đi lại phát hiện Hiên Viên Linh Hề vẫn còn ở Vân Môn Tiên Cảnh, một năm trước Dương Bách Xuyên đã chọn một số đệ tử tới Hoàng Triều Hiên Viên để học y đạo, vốn tưởng Hiên Viên Linh Hề sẽ trở về cùng họ nhưng không ngờ nàng vẫn đợi ở Vân Môn Tiên Cảnh. Khi nhìn thấy Hiên Viên Linh Hề, nàng đang ở vườn thuốc Vân Môn đợi tiểu yêu giải thích kiến thức về linh dược, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên, nàng hung hăng trừng mắt rồi chạy đi. Lúc này Dương Bách Xuyên mới ý thức được, hắn dường như đã bỏ mặc Hiên Viên Linh Hề hơn một năm nay, không đúng, hắn căn bản là quên mất chuyện này. Tốt xấu gì Hiên Viên Linh Hề cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, Dương Bách Xuyên cười khổ, lập tức đuổi theo. Trên đường đi, hắn phát hiện ra Hiên Viên Linh Hề ở trong một sơn cốc của Vân Môn Tiên Cảnh, thung lũng tràn ngập tiếng chim hót và hoa thơm, ánh nắng tươi đẹp, gió nhẹ thổi từng hương hoa vào xoang mũi, làm người ta say mê. Người con gái xinh đẹp đang ngồi trong đình nghỉ mát giữa biển hoa, nàng ngồi xuất thần, đưa lưng về phía hắn. Huynh tới đây làm gì? Ở phía xa, Hiên Viên Linh Hề quay lưng về phía Dương Bách Xuyên, lạnh lùng nói. Nhưng nghe thế nào cũng giống như một nàng dâu nhỏ đầy oán giận. Dương Bách Xuyên hơi xấu hổ, khụ khụ, Hiên Viên cô nương, gì nhỉ, ta cứ nghĩ nàng trở về Hoàng Triều Hiên Viên rồi nên. Chưa nói xong đã bị Hiên Viên Linh Hề cắt ngang, cho nên huynh tới làm cái gì? Lương tâm phát hiện ra ân nhân cứu mạng là ta sao? Khụ khụ, ta đây không phải tới chịu tội với nàng hay sao? Vừa nói, Dương Bách Xuyên vừa đi tới đình nghỉ mát. Hừ, Hiên Viên Linh Hề quay đầu đi, trong lòng nàng cảm giác rất tủi thân, rõ ràng vì tên Dương Bách Xuyên khốn kiếp nên nàng mới tới Vân Môn Tiên Cảnh. Hơn nữa còn bận trước bận sau giúp muội muội Dương San San khôi phục đan điền, giải độc giúp Dương Bách Xuyên, mặc dù cuối cùng không giúp được, nhưng cũng tốn rất nhiều tâm sức. Nàng còn giảng giải y đạo cho đệ tử Vân Môn, nhưng hơn một năm rồi mà tên khốn kiếp này cũng không tới thăm nàng, thậm chí giống như đã quên mất nàng. Rõ ràng, trong lòng đều là hắn, hết lần này tới lần khác lại bị lạnh nhạt, có nhiều lần Hiên Viên Linh Hề muốn rời đi. Nhưng mà mỗi một lần đều ma xui quỷ khiến mà ở lại. Hắn là đồ đầu gỗ. Lúc này, trong mắt Hiên Viên Linh Hy đã có nước mắt, kể từ khi ở Thái Hoang, nàng chưa bao giờ quên đi Dương Bách Xuyên không biết vì sao lúc nào nàng cũng nhớ tới hắn, sau đó Hiên Viên Linh Hề biết mình đã yêu tên khốn nạn kia. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Hiên Viên Linh Hề đỏ mắt cúi đầu, nước mắt tuôn như mưa, càng nghĩ càng thấy tủi thân vô cùng. Dương Bách Xuyên đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng này thì không biết phải làm sao, Hiên Viên Linh Hề khóc rồi. Dương Bách Xuyên sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc, hắn hoảng loạn nói, Hiên Viên cô nương, nàng đừng khóc, sao vậy? Có phải có người bắt nạt nàng không? Nàng nói cho ta biết ta sẽ đi đánh gãy chân hắn, làm chủ cho nàng. Được, vậy ta nói cho huynh, chính là tên khốn kiếp tên Dương Bách Xuyên, huynh ấy bắt nạt ta, huynh đi đánh gãy chân hắn đi. Hiên Viên Linh Hề tức giận. Ngẩng đầu nhìn Dương Bách Xuyên. Ặc, cái này. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên lại lúng túng. Hắn đứng ngây ra tại chỗ. Phụt. Hiên Viên Linh Hề nhìn thấy dáng vẻ hồ đồ của Dương Bách Xuyên thì bật cười ra tiếng. Lúc này mới phản ứng kịp, người phụ nữ này đang cố ý trêu chọc hắn. Hắn cũng cười rồi ngồi cạnh Hiên Viên Linh Hề. Lòng dạ nữ nhân như mò kim đáy bể, câu này quả đúng không sai, nhưng với Dương Bách Xuyên mà nói. Hắn cũng là người đã tu luyện hàng trăm năm, đồng thời cũng xem như cao thủ tình trường, đương nhiên có thể nhìn thấu tâm tư của Hiên Viên Linh Hề. Nhìn xung quanh không có ai, bốn phía hoa nở rộ, bên cạnh còn có giai nhân, lúc này còn không biết an ủi như thế nào thì hắn đập đầu vào miếng đậu phụ chết cho xong. Dương Bách Xuyên khẽ cười, hắn lặng lẽ tiến tới, đối mặt với Hiên Viên Linh Hề đang nghiêng người sang một bên, không cần phải đánh gãy chân, vậy thì phiền phức lắm, người cho nàng là xong. Ta lấy thân báo đáp được không? Hiên Viên Linh Hề bị Dương Bách Xuyên nói bên tai, lỗ tai ngứa ngáy, nàng nghe hắn nói như vậy thì quay lại, hai người môi chạm môi. Nàng mở to hai mắt,
đang định tránh né thì bên hông siết chặt, nàng bị cánh tay của Dương Bách Xuyên ôm vào lòng. Ưm, chưa kịp lên tiếng, Dương Bách Xuyên đã trực tiếp hôn nàng, điên cuồng bá đạo, toàn thân Hiên Viên Linh Hề như nhũn ra. Mấy phút sau, ánh mắt Hiên Viên Linh Hề đã không còn chút oán giận nào, chỉ còn lại vẻ mê ly, cổ họng phát ra tiếng thở dốc nũng nịu. Củi khô lửa cháy, ham muốn nguyên thủy bùng cháy, mãnh liệt như lửa. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên vung tay bày kết giới bao phủ toàn bộ sơn cốc, quần áo bay đầy trời, cảnh tượng kiều diễm ở giữa biển hoa. Chỉ còn lại tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông. 3 ngày sau, Dương Bách Xuyên mới ra khỏi sơn cốc, trước khi đi hắn đã khắc 3 chữ trên vách núi trước cửa Linh Hề Cốc. Đây là sự thừa nhận của hắn với nữ nhân của mình, là thân phận, mỗi một người đều sẽ có một nơi ở tương tự. 3 chữ này sẽ nói cho mọi người của Vân Môn Tiên Cảnh biết, kể từ ngày hôm nay Hiên Viên Linh Hề sẽ là một trong những chủ mẫu của bọn họ. Ngày hôm sau, Dương Bách Xuyên đã dặn dò xong tất cả mọi thứ, hắn dẫn Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng rời khỏi Vân Môn Tiên Cảnh. Hắn phải đi Tiểu Yêu Giới, tìm cách để chữa trị yêu đan cho Trồn Nhi. Bây giờ hắn có rời đi thì Vân Môn Tiên Cảnh cũng sẽ không có vấn đề gì, đặt tại dãy núi Vân Lôi vốn đã được thiên nhiên che chở. Huống chi ở trung tâm còn có quốc bảo thú Vân Lôi khống chế trận pháp, còn cả thiên yêu tỏa chấn, thêm khoáng tủy phong, lôi lão hổ, nhân tộc bày mưu tính kế. Sẽ không xảy ra chuyện. Theo những gì Hoàng đế Hiên Viên nói, tiểu yêu giới không nằm trong tu chân giới mà là một thế giới nhỏ bên ngoài tu chân giới, ẩn giấu bên trong tinh không, nếu như không có tinh bản thì sẽ không tìm được. Vậy nên bọn họ sẽ đi về phía tinh không. Bên cạnh Dương Bách Xuyên dẫn theo Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng, một lớn một nhỏ, xem như một lần đi rèn luyện. Dù sao hai người cũng là thần thú của yêu muông nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, lần này để bọn họ rèn luyện một chút. Giống như Tiểu Phượng Hoàng lần trước, nếu có kinh nghiệm thì sẽ không bị gã mập lùn lừa, dẫn theo đại quân đại yêu tiêu diệt, chớp mắt đã bị người ta độc ngất. Cho nên nói là mang theo Tiểu Phượng Hoàng, để nàng mở mang kiến thức. Chứng kiến sự hiểm ác của tu chân giới sẽ có lợi khi nàng trưởng thành. Không đến nỗi sẽ chịu thiệt thòi lớn. Mai Tỷ cũng sẽ như vậy, năm đó kể từ khi linh hồn bị Bình Càn Khôn hấp thụ rồi tiến vào cơ thể cá rồng cho tới khi hóa thành chân long thì vẫn luôn ở trong không gian Càn Khôn, mãi khi Dương Bách Xuyên lập ra Vân Môn Tiên Cảnh thì mới ra ngoài, Tỷ ấy vẫn luôn tu luyện ở Vân Môn, chưa từng tiếp xúc với tu chân giới. Dương Bách Xuyên biết con đường hắn đi có rất nhiều nguy hiểm. Sau này hắn còn phải tới đảo Tán Tiên, không thể mang theo mọi người cùng mạo hiểm, khi hắn đi, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân, hắn cũng không bảo vệ bọn họ cả đời được. Lần này mang theo Mai Tỷ cũng xem như để Tỷ ấy rèn luyện. Dương Bách Xuyên không nhìn thấu được tu vi của hai thần thú này, hắn biết thực lực tu vi không có phân định rõ ràng, dù sao thì hắn cảm thấy bọn họ không yếu, nhưng lại thiếu đi kinh nghiệm thực tiễn. Không dám chắc là có thể cứu được ngắn trong lúc nguy cấp. Sau khi ra khỏi Vân Môn, Dương Bách Xuyên cũng không vội bay vào hư không, hắn dẫn Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng đi quanh tu chân giới xem thử, chủ yếu là thăm dò xem ma tộc có động tĩnh gì hay không, quan sát những thế lực mà hắn từng đắc tội, sợ là sau khi hắn rời đi, đám yêu ma quỷ quái lại chui ra tấn công Vân Môn. Đương nhiên tấn công hắn cũng không sợ, hiện tại Vân Môn có năng lực chống lại kẻ địch. Lúc này, Dương Bách Xuyên chuẩn bị dạo qua cửu đại tinh cương của tu chân giới. Trong lòng thầm nghĩ xem liệu có gặp được mấy người quen cũ không. Có 3 người mà hắn không thể không tìm. 2 người trong số đó là nữ nhân của hắn, nhưng hiện tại vẫn không có tin tức. Hắn không yêu lòng. Người còn lại là, bằng hữu, cũng là tri kỷ. Thế nên lần này hắn muốn đi quanh xem thử. Cửu đại thánh địa, trong đó thánh địa Vạn Linh và U Linh Chi Đô đã bị hắn hủy, chỉ còn lại 7, hắn đã tới thánh địa Hiên Viên. Điện Trường Sinh, địa bàn của Thiên Kiếm Sơn. Còn thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang, Thánh Địa Đao Chủng, Thông Tiên Cung là chưa đặt chân tới, hắn định đi xem thử. Đương nhiên hắn sẽ không đi thăm hỏi những thánh địa này, chỉ tới xem thử mà thôi, như vậy thì hắn rời khỏi tu chân giới, nếu như có nhân tố bất ổn xuất hiện, hắn sẽ không yên tâm. Dù sao đại ma đầu Vu Minh Tuyền cũng là một đại họa. Mất 3 năm. Dương Bách Xuyên dùng truyền tống trận đi qua địa bàn của cửu đại tinh cương, hắn đã đi được 8 nơi, chỉ còn lại Bách Luyện Sơn Trang. Hắn chuẩn bị tới một nơi gọi là Thành Sơn Hải của Bách Luyện Sơn Trang, bởi vì cái tên này rất quen thuộc với hắn. Sơn Hải Giới, Thành Sơn Hải,
Dương Bách Xuyên đã nghĩ như vậy. Đương nhiên hắn cũng biết tu chân giới rộng lớn, cái tên tương tự hoặc giống hệt cũng không có gì kỳ lạ, nhưng hắn vẫn muốn qua xem thử. So với nhiều thành trì của tu chân giới, thành Sơn Hải chỉ là một phố nhỏ xa xôi. Dương Bách Xuyên chuẩn bị tới thành Sơn Hải, sau đó sẽ rời nơi này tiến vào tinh không đi tiểu yêu giới. Sau khi tới thành Sơn Hải, Dương Bách Xuyên dẫn Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng đến một tử lâu, hắn định nghe ngóng thông tin từ nơi này. Vốn dĩ hắn đến thành Sơn Hải là dựa vào cảm tính, nhưng không ngờ mình lại nghe được một tin tức. Ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài, nhưng tai lại lắng nghe những chủ đề mà mọi người trong quán thảo luận. Ngươi nghe nói gì chưa, tiểu công tử của Bách Luyện Sơn Trang chuẩn bị lấy một nữ tử của Sơn Hải Môn, ngày mốt sẽ đại hôn. Lần này thì Sơn Hải Môn giàu to rồi, bám lên được cây đại thụ là Bách Luyện Sơn Trang, chắc chắn sẽ trở thành tông môn đứng đầu, cũng không biết nữ tử thế nào mà lại may mắn như vậy. Này, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, thiếu chủ của Bách Luyện Sơn Trang kia nhìn chúng nữ tử của Sơn Hải Môn, hắn coi trọng món tiên khí của người tên Trịnh Bân Bân, rõ ràng là ép cưới, một tông môn hạng ba như Sơn Hải Môn sao có thể lay chuyển được đại thánh địa. Xuyệt, ăn nói cẩn thận. Dương Bách Xuyên đứng bật dậy, Trịnh Bân Bân. Liệu có phải nàng ấy không? Dương Bách Xuyên đứng dậy, đi thẳng sang bàn bên cạnh, sau đó vung tay đặt 1.000 linh thạch thượng phẩm lên bàn, nhìn tu sĩ nói chuyện trước đó, dẫn ta tới Sơn Hải Môn, 1.000 linh thạch thượng phẩm này sẽ thuộc về ngươi. Đối phương chỉ là một độ kiếp trung kỳ nên không nhìn thấu tu vi của Dương Bách Xuyên, chỉ biết là mình đã gặp phải cao thủ, 1.000 linh thạch thượng phẩm có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn ta. Hắn ta cũng không thể chọc giận một người mà mình không nhìn thấu vi như Dương Bách Xuyên, bèn vội vàng nói, ta sẵn lòng cống hiến sức lực cho tiền bối. Có tiền mua tiền cũng được, câu nói này có thể áp dụng trong mọi hoàn cảnh, tất nhiên nguyên nhân lớn là thực lực của Dương Bách Xuyên bày ra đó, tu sĩ kia không dám trái lời. Tiền bối, lên ngọn núi này là đến Sơn Hải Môn rồi, ta không đi cùng nữa, tu sĩ độ kiếp thấp thỏm cười làm lành. Cảm ơn. Dương Bách Xuyên không làm khó đối phương, hắn chỉ nhờ chỉ đường mà thôi. Tất nhiên hắn cũng không sợ tu sĩ này lừa hắn, dẫn hắn tới nơi không phải là Sơn Hải Môn. Đối phương không dám. Tu sĩ độ kiếp nhận được 1.000 linh thạch thượng phẩm, mà Dương Bách Xuyên không làm khó, cho nên hắn ta hí hửng rời đi. Bách Xuyên à, có khả năng chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Mai Tỷ nhìn sắc mặt xa sầm của Dương Bách Xuyên, lên tiếng trấn an. Mong là không phải nàng ấy. Nếu đúng là Trịnh Bân Bân thì không thể mặc kệ. Đi thôi, chúng ta lên núi xem thế nào rồi tính tiếp. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa đi lên núi. Hồi ấy Trịnh Bân Bân và hắn cùng đến tu chân giới, nhưng nàng ta theo sư phụ Cửu Vĩ Thiên Hồ rời đi, từ đó về sau hai người không gặp lại. Hắn còn nhớ lúc chia tay ở giới trì, Cửu Thiên Thiên Hồ đã mời hắn gia nhập tông môn của mình, hình như tên là Sơn Hải Môn. Thời gian quá lâu. Dương Bách Xuyên không nhớ có phải là cái tên này hay không. Nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ là người của Vương Triều Sơn Hải nằm sâu trong sa mạc ở khu vực phía tây Sơn Hải giới. Bà ấy từng nói ở tu chân giới Vương Triều Sơn Hải cũng có tông môn, nếu hắn đoán không sai thì 89 phần 10 là Sơn Hải Môn. Trước có tên Trịnh Bân Bân, sau có tên Sơn Hải Môn, kết hợp lại thì không giống trùng hợp. Bởi vì sư phụ của Trịnh Bân Bân là Cửu Vĩ Thiên Hồ, mặc dù trước đây bà ấy chỉ là Thiên Hồ có 6 đuôi. Tuy hắn và Trịnh Bân Bân không tiến thêm một bước, nhưng từ khi quen biết hai người đã là bạn bè vào sinh ra tử, cũng là kiểu bạn bè có thể chia sẻ với nhau mọi điều. Nếu nói tới tri kỷ thì Trịnh Bân Bân tuyệt đối là số một trong lòng Dương Bách Xuyên. Vì vậy khi nghe thấy tên của Trịnh Bân Bân, trong lòng hắn rất hồi hộp. Bất kể có đúng hay không, hắn phải đến xem thử rồi tính tiếp. Hắn không có nhiều bạn, càng không có mấy người bạn cũ, hắn không muốn mất đi bất kỳ một ai. Trên đường đi hắn nghe tu sĩ độ kiếp kia nói Trịnh Bân Bân của Sơn Hải Môn gặp cơ duyên có được một món tiên khí, vì vậy mới lọt vào tầm ngắm của Bách Luyện Sơn Trang. Lần này thiếu chủ của Bách Luyện Sơn Trang cưới Trịnh Bân Bân chỉ vì nhắm tới tiên khí trong tay Trịnh Bân Bân mà thôi. Dù sao Bách Luyện Sơn Trang cũng là thánh địa một phương, vẫn cần thể diện, không dám cướp đoạt trắng trợn nên dùng cách bức hôn. Thật ra mục đích cuối cùng vẫn là tiên khí trong tay Trịnh Bân Bân. Nói đến tiên khí trong tay Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên cười khổ. Theo lời của tu sĩ độ kiếp thì đó là tiên khí từ trên trời rơi xuống,
nhẩm tính thời gian thì vừa đúng lúc hắn phá hủy tế đàn trấn ma ở Vô Gian Cốc, phóng ra 9 món tiên khí. Có lẽ tiên khí của Trịnh Bân Bân chính là một trong 9 món tiên khí bay ra từ Vô Gian Cốc hồi trước. Như vậy tính ra thì chuyện này vẫn liên quan đến hắn. Phải nói là mọi chuyện trên đời đều được định sẵn. Bất kể Trịnh Bân Bân ở đây có phải là Trịnh Bân Bân mà hắn quen biết hay không, hắn đều phải can thiệp vào chuyện này. Dương Bách Xuyên vừa suy nghĩ vừa đi lên đỉnh núi cùng Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng. Theo tu sĩ độ kiếp nói thì Sơn Hải Môn là thế lực lớn nhất thành Sơn Hải, nhưng cũng chỉ giới hạn trong thành Sơn Hải mà thôi, trên thực tế nó chỉ là tông môn bậc ba. Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn, nghe nói Sơn Hải Môn chân chính cũng là tông môn truyền thừa lâu đời, không ai biết trong tông môn có cao thủ hay không, e là chỉ có các đệ tử của Sơn Hải Môn mới biết. Dương Bách Xuyên không quan tâm mấy vấn đề này, sự thật ra sao thì đi là biết. Nửa canh giờ sau, ba người đã tới trước một sơn môn trên đỉnh núi. Điểm độc đáo là sơn môn chỉ xây bằng đá, cả đỉnh núi là một sơn môn, không còn gì khác. Phóng tầm mắt nhìn quanh chỉ thấy trời xanh mây trắng mênh mông tựa như một chiếc gương. Trên đó có ba chữ to kiểu cổ Sơn Hải Môn. Có trận pháp bảo vệ phải không? Mai Tỷ hỏi. Dương Bách Xuyên gật đầu, đúng là có trận pháp. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, Dương Bách Xuyên của Vân Môn Tiên Cảnh đến bái phỏng Sơn Hải Môn. Dương Bách Xuyên không thất lễ, bước lên tỏ ý muốn bái phỏng. Thông thường nếu không có mục đích trả thù, người ta sẽ nói là đến bái phỏng. Mỗi tông môn đều có đệ tử canh cửa, khi có người tới bái phỏng thì người này sẽ ra ngoài hỏi vài câu. Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên hô lên, mãi lâu sau vẫn không có hồi đáp. Hắn nhíu mày, theo lý thì không nên như vậy, bất cứ lúc nào canh giữ sơn môn cũng là việc vô cùng quan trọng. Không thể nào có chuyện không để lại một đệ tử nào canh giữ sơn môn, lại càng không có khả năng lơ là nhiệm vụ. Trừ khi đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên lại hô thêm ba lượt. Nhưng kết quả vẫn như đá chìm đáy biển. Đi thôi, vào trong xem sao. Cõi lòng Dương Bách Xuyên trùng xuống, chuẩn bị bước lên cưỡng chế phá trận. Nhưng Mai Tỷ lại nói, để ta, khi cưỡng chế phá trận thì sẽ đánh động tới bên trong. Ta có bí pháp có thể xông thẳng vào trong, không cần động tới trận pháp. Dương Bách Xuyên sửng sốt, nhưng ngẫm lại thì hiện tại Mai Tỷ là thân thể chân long, tu vi tăng cao thì huyết mạch cũng tăng theo, tất nhiên có thể nhận được bí pháp truyền thừa huyết mạch. Long tộc là một tộc lớn cổ xưa ở yêu giới, có hệ thống truyền thừa hoàn thiện. Mai Tỷ nói nàng có biện pháp thì nhất định có. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng rất tò mò hiện tại Mai Tỷ có thủ đoạn thần thông gì, dù sao nàng vẫn luôn tu luyện. Hắn không biết hiện giờ tu vi của nàng ra sao. Dương Bách Xuyên tránh ra, chỉ thấy hai tay Mai Tỷ kết ấn, sau đó trong miệng phát ra từng đợt âm phù vô cùng khó hiểu, nói chung là Dương Bách Xuyên nghe không hiểu. Một khắc sau, Mai Tỷ đột nhiên chỉ vào sơn môn, tức thì trong tay nàng hiện ra một phù văn màu vàng, nháy mắt đã biến mất trên sơn môn, Dương Bách Xuyên cảm thấy giống như tia chớp xẹt qua. Xong, có thể vào rồi, Mai Tỷ thu lại nội công rồi nói. Thế này, là xong rồi, Dương Bách Xuyên hơi kinh ngạc, hắn không phát hiện ra có gì đặc biệt, hơn nữa trong cảm chi trận pháp ở Sơn Môn Sơn Hải Môn vẫn còn đó, không bị phá. Mai Tỷ nở nụ cười xinh đẹp, lúc này trông nàng cực kỳ quyến rũ, sao nào? Đệ không tin thủ đoạn của Mai Tỷ hả? Dương Bách Xuyên ngây ngốc nhìn Mai Tỷ vô cùng quyến rũ đang nở nụ cười. Mai Tỷ hắn quen hồi xưa vốn là một minh tinh nổi tiếng, có khí chất riêng. Là một mỹ nhân có dáng ngon mặt đẹp. Mà hiện giờ, bởi vì tu chân lại thêm thân thể chân long, có lực yêu nguyên trong người nên Mai Tỷ càng thêm quyến rũ. Lúc cười nhẹ trông vô cùng hấp dẫn, câu hồn đoạt phách. Khó trách tên họ Dương nào đó nhìn đến thất thần. Nhìn cái gì đấy, Mai Tỷ bị ánh mắt nóng bỏng của tên họ Dương nào đó nhìn đắm đuối, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Kể ra thì kiếp trước nàng đã từng bắt gặp rất nhiều ánh mắt kiểu này nên tất nhiên là nàng biết ánh mắt của tên họ Dương nào đó là ánh mắt gì. Có điều trong lòng nàng vẫn có chút vui vẻ. Có thể nói nàng là người ở bên Dương Bách Xuyên lâu nhất, xem như là người hiểu hắn nhất. Nàng đã từng thấy tên họ Dương nào đó bộc lộ các cung bậc cảm xúc vui buồn mừng giận trong không gian bình càn khôn, nàng coi hắn là đệ đệ nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cũng có thiện cảm. Tuy nhiên, hai người không nói ra. Lại càng không đề cập đến. Đương nhiên Mai Tỷ cũng biết điều này có liên quan rất lớn đến chuyện nàng là yêu tu.
Sau khi hóa thành cá rồng, nàng từng hoài nghi cuộc đời. Nhưng sau khi nàng hóa thành chân long, nhận được càng nhiều truyền thừa chân long hơn, hiểu nhiều biết rộng về đại thiên thế giới hơn, nàng đã có tự tin, không thèm để ý đến mấy chuyện này nữa. Nói thì nói vậy, nhưng dù sao sâu thẳm trong linh hồn nàng vẫn là con người, chẳng qua là chiếm thân xác của cá rồng, cơ thể biến thành cá rồng mà thôi. Suy nghĩ, ý thức vẫn là nhân loại. Đối mặt với ánh mắt rực lửa của tên họ Dương nào đó, sao nàng lại không hiểu có ý gì chứ? À, không, không có gì. Tên họ Dương nào đó bị Mai Tỷ trêu, biết là mình đã thất thố, mặt đỏ bừng lên. Không hiểu sao kể từ khi Lục Yên Chi xong tu giải độc cửu tiêu độc thần đan cho hắn, hắn cảm thấy khả năng kiềm chế dục vọng của mình kém đi rất nhiều. Chỉ có thể đổ lỗi cho Mai Tỷ quá xinh đẹp, hoặc là di chứng sau khi trúng độc. Ha ha, có phải Mai Tỷ rất đẹp không? Có thích Mai Tỷ không? Mai Tỷ bất ngờ nói ra câu này. Đẹp, thích, tên họ Dương nào đó trả lời trong vô thức. Nhưng sau khi nói xong, hắn lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nói, ối. Không phải, ta đi vào trước. Tên họ Dương nào đó nói năng không lựa lời, ôm tâm trạng bối rối vội vã bước vào sơn môn sơn hải môn, phía sau vang lên tiếng cười êm ái của Mai Tỷ. Sau khi bước vào trong sơn môn sơn hải môn, quả nhiên là một động thiên khác. Nơi trận pháp che giấu là một sơn cốc non xanh nước biếc. Sau đó, Mai Tỷ dắt tay Tiểu Phượng Hoàng đi vào, nụ cười vẫn nở trên môi, có vẻ như nàng ấy rất vui khi trêu chọc Dương Bách Xuyên. Tất nhiên về phương diện nam nữ hoặc có thể nói là chuyện tán trai tán gái, kiếp trước Mai Tỷ là minh tinh nổi tiếng, nàng ấy đã gặp và cũng đã trải qua rất nhiều, cho nên trước mặt Mai Tỷ, Dương Bách Xuyên chỉ là tay mơ. Tên họ Dương nào đó ngoảnh đầu nhìn Mai Tỷ, trái tim đập thình thịch mất kiểm soát. Hắn đang định nói chuyện với Mai Tỷ thì đột nhiên đằng xa vang lên một tiếng nổ. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn thì thấy cách đó mấy nghìn mét có một vệt ánh sáng vàng phóng lên cao. Hắn cẩn thận cảm nhận, phát hiện ra đó là kiếm khí. Thần thức lập tức quan sát, một giây sau sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, Mai Tỷ, quả nhiên là nàng ấy. Sơn môn sơn hải môn không có đệ tử canh giữ, quả thật đã xảy ra vấn đề. Lúc này trông thấy kiếm khí tận trời, khi thần thức quét qua Dương Bách Xuyên phát hiện đúng là đã xảy ra vấn đề. Hắn nói với Mai Tỷ một tiếng rồi biến mất tại chỗ, chạy đến nơi xảy ra chuyện. Lúc này, trên quảng trường lát đá xanh rộng lớn ở sâu trong sơn cốc hội tụ tất cả các đệ tử của Sơn Hải Môn. Nơi này là quảng trường tu đạo của Sơn Hải Môn. Có hai nhóm người tách biệt đang giằng co. Trịnh Bân Bân đứng trong sân, khóe môi dính máu, đỡ lấy sư phụ Thiên Hồ, trong tay cầm một thanh tiên kiếm, kiếm khí tận trời nhắm vào tất cả mọi người trên quảng trường, nhìn chòng chọc một thanh niên mặc đồ trắng trong sân bằng ánh mắt oán hận. Trịnh Bân Bân không ngờ một thanh tiên kiếm lại mang đến rắc rối lớn cho mình, thậm chí còn làm liên lụy tới sư phụ và Sơn Hải Môn. Thanh tiên kiếm trong tay là nàng ta vô tình có được, là thanh tiên kiếm từ trên trời rơi xuống lựa chọn nàng ta làm chủ nhân, nhưng lại rơi vào tầm ngắm của thiếu chủ của thánh địa Bách Luyện Sơn Trang. Ban đầu chỉ có một vị sư tỷ đồng môn biết tin nàng ta có được tiên kiếm, nhưng cũng chính ả ta đã tiết lộ tin tức, thông báo cho môn chủ Sơn Hải Môn. Cuối cùng, tin tức Trịnh Bân Bân có được tiên kiếm truyền khắp Sơn Hải Môn, sau đó truyền ra ngoài, không hiểu sao thiếu chủ Bách Luyện Sơn Trang là Thịnh Bảo lại biết, vì vậy nên mới dẫn tới phiền phức ngày hôm nay. So với kẻ địch bên ngoài, Trịnh Bân Bân càng hận người trong nhà hơn. Nhất là ả sư tỷ Quảng Hàn. Trịnh Bân Bân đã lạnh lòng với Sơn Hải Giới rồi. Khi xưa nàng ta gặp sư phụ Thiên Hồ ở sâu trong sa mạc Sơn Hải Giới, tình cờ thả sư phụ Thiên Hồ bị nhốt trong đó ra ngoài. Mà Thiên Hồ cũng cứu mạng nàng ta, từ đó hai người trở thành sư đồ. Sau đó Dương Bách Xuyên, sư đồ Thiên Hồ, Tiểu Trích Tiên Đường Đường, Huyền Vũ và Tiểu Phượng Hoàng cùng đại chiến với Hóa Thê Lương trấn thủ Sơn Hải Giới, cùng tới tu chân giới. Trịnh Bân Bân đi theo sư phụ đến Sơn Hải Môn tông môn chính tông của Vương Triều Sơn Hải. Nhưng nào ngờ Sơn Hải Môn không tốt như trong tưởng tượng của nàng ta. Mặc dù sư phụ Thiên Hồ là nhân vật cấp bậc trưởng lão trong Sơn Hải Môn, nhưng dù sao bà ấy cũng bị nhốt ở sâu trong sa mạc Sơn Hải Giới nhiều năm, sau khi tìm thấy và tiến vào Sơn Hải Môn, bởi vì sư phụ của nàng ta mang huyết mạch Thiên Hồ nên vẫn làm trưởng lão. Nhưng sau gần 10 vạn năm trước, sư phụ Thiên Hồ đã rời khỏi Sơn Hải Môn đến Sơn Hải Giới, thành lập nên Vương Triều Sơn Hải là phân bộ của Sơn Hải Môn.
Sau đó Vương Triều Sơn Hải ở Sơn Hải giới bị Thái Huyền Tông tiêu diệt, sư phụ Thiên Hồ bị nhốt ở Sơn Hải giới gần 10 vạn năm, đến khi bà ấy trở về thì các lão nhân cùng thời đã không còn. Tuy Sơn Hải môn ở tu chân giới vẫn thừa nhận địa vị của sư phụ Thiên Hồ, nhưng đã không còn tình xưa nghĩa cũ, do đó sư đồ hai người không được chào đón. Mà Trịnh Bân Bân là đồ đệ của Thiên Hồ, ngay từ đầu nàng đã là đệ tử của trưởng lão, có địa vị cao, thiên phú tu luyện không tệ, nhanh chóng bộc lộ tài năng ở Sơn Hải môn. Cũng chính vì vậy mà một số đệ tử Sơn Hải môn ghen tị với nàng ta, Quảng Hàn là một trong số đó. Trịnh Bân Bân coi ả là sư tỷ, là tỷ muội tốt. Sau khi biết ả tiết lộ chuyện tiên kiếm, Trịnh Bân Bân mới nhận ra Quảng Hàn là một kẻ mưu mô. Đồng thời nàng ta cũng thất vọng về Sơn Hải môn. Sau khi Trịnh Bân Bân có được tiên kiếm, nếu không phải sư phụ Thiên Hồ đã khôi phục tu vi như trước, đạt đến cấp bậc cửu vĩ đại thừa, thì e là tiên kiếm đã bị người ta cướp mất từ lâu rồi. Môn chủ Sơn Hải môn mặt dày bắt nàng ta giao nộp tiên kiếm, với lý do đệ tử của Sơn Hải môn thì nên giao nộp tiên kiếm, cống hiến cho tông môn. Tất nhiên đối phương không cưỡng chế yêu cầu, mà lôi đại nghĩa ra để ép buộc Trịnh Bân Bân. May mà dạo trước sư phụ Thiên Hồ đã xuất quan, gạt bỏ yêu cầu vô lý của môn chủ Sơn Hải môn. Nhưng cũng chính vì vậy mà tin tức Trịnh Bân Bân có tiên kiếm lan truyền ra ngoài, cuối cùng lọt vào tai thiếu chủ Thịnh Bảo của Bách Luyện Sơn Trang. Thịnh Bảo là thiếu chủ của Bách Luyện Sơn Trang, cũng là thánh tử của Bách Luyện Sơn Trang. Nghe nói gã có thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã bái nhập môn hạ của tán tiên cấp cao nào đó trên đảo Tán Tiên, vẫn luôn tu hành trên đảo Tán Tiên, gần đây gã mới rời đảo Tán Tiên về tu chân giới. Ban đầu Thịnh Bảo thẳng thừng nói với Sơn Hải Môn là gã mới từ đảo Tán Tiên trở về, đang thiếu một món tiên khí thuận tay, nghe nói Sơn Hải Môn có tiên khí. Ý là yêu cầu Sơn Hải Môn, hay nói chính xác hơn là yêu cầu Trịnh Bân Bân giao nộp tiên khí. Sơn Hải Môn thuộc Tinh Cương Bách Luyện, theo lý thì phải thần phục thánh địa Bách Luyện Sơn Trang. Tất nhiên Sơn Hải Môn không dám đắc tội vị thiếu chủ thánh chủ của Bách Luyện Sơn Trang này. Kết quả là áp lực lại đẩy lên người Trịnh Bân Bân, nhưng Trịnh Bân Bân là ai chứ? Năm xưa nàng ta có thể trở thành nữ vương khai quốc ở khu vực phía tây Sơn Hải giới, làm gì có chuyện nàng ta sẽ giao ra tiên kiếm. Môn chủ Sơn Hải Môn không dám đắc tội thiếu chủ Thịnh Bảo của Bách Luyện Sơn Trang, cũng không dám cưỡng ép Trịnh Bân Bân, bởi vì sư phụ Thiên Hồ của Trịnh Bân Bân thuộc tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ, sau khi khôi phục tu vi thời kỳ đỉnh cao đã đạt tới cấp bậc đại thừa đại viên mãn. Mặc dù môn chủ Sơn Hải Môn là tu vi phi thăng cảnh sơ kỳ, nhưng ông ta không hề nắm chắc có thể đánh thắng Thiên Hồ nên không dám làm bậy. Ông ta chỉ có thể báo lại rằng môn chủ này bằng lòng giao nộp tiên kiếm, nhưng Trịnh Bân Bân có sư phụ Thiên Hồ, ông ta không dám ép buộc. Thiếu chủ Thịnh Bảo đại diện cho Bách Luyện Sơn Trang, đại diện cho mặt mũi của thánh địa, tất nhiên có thể cưỡng ép. Vì vậy, gã dứt khoát dùng cách cưới Trịnh Bân Bân làm vợ. Hơn nữa, gã ngang ngược ở chỗ quyết định kết hôn vào 3 ngày sau, tính ra là kỳ hạn ngày kia mà Dương Bách Xuyên nghe ngóng được ở Tửu Lâu. Điều ghê tởm là thiếu chủ Thịnh Bảo của Bách Luyện Sơn Trang không đợi nổi 3 ngày, hôm nay đã xông tới Sơn Hải Môn với danh nghĩa muốn cưới Trịnh Bân Bân. Nhưng thật ra là đến cướp phi kiếm trong tay Trịnh Bân Bân với danh nghĩa lấy vợ. Ít nhất là cũng có một lý do giải thích với bên ngoài, để cho mọi người biết Bách Luyện Sơn Trang bọn họ là thánh địa chưa từng bắt nạt kẻ yếu. Đúng là giả dối. Sau khi đến Sơn Hải Môn, Thịnh Bảo yêu cầu Trịnh Bân Bân giao ra tiên kiếm, hắn muốn xem thử. Tất nhiên là Trịnh Bân Bân không chịu, Thiên Hồ đứng ra bảo vệ đồ đệ nhưng bị Thịnh Bảo đánh bị thương. Điều ghê tởm hơn là từ trên xuống dưới Sơn Hải Môn không có ai giúp đỡ, người của toàn tông môn bao gồm cả đệ tử canh giữ Sơn Môn đều không đứng về phía sư đồ các nàng. Ngược lại dưới sự dẫn dắt của môn chủ, bọn họ còn ép Trịnh Bân Bân giao nộp tiên kiếm cho thiếu chủ Thịnh Bảo của Bách Luyện Sơn Trang. Mỹ danh là đừng gây họa cho tông môn. Điều này khiến trái tim Trịnh Bân Bân đau đớn. Nàng ta sẵn lòng coi tông môn là nhà, nhưng bây giờ lại phát hiện ra chẳng là gì cả. Tính tình Thịnh Bảo vốn cứng rắn, càng có người ép buộc thì nàng ta càng phản kháng. Mặc dù sư phụ của nàng ta là Thiên Hồ thuộc yêu tộc, nhưng cũng ghét ác như thù. Trong lúc xích mích với môn chủ Sơn Hải Môn, bà ấy đã hung hăng tuyên bố, hôm nay ai dám động đến đồ đệ của Thiên Hồ này thì ta sẽ liều chết đến cùng. Câu này đã chọc giận Thịnh Bảo, gã lập tức ra tay đả thương sư phụ Thiên Hồ. Lúc này, Trịnh Bân Bân lấy tiên kiếm trong cơ thể ra, chĩa kiếm vào Thịnh Bảo, đưa lưng về phía Thiên Hồ đang bị thương,
sư phụ đi đi, mặc dù tu vi của Trịnh Bân Bân con không cao, nhưng không phải kiểu người ai cũng có thể bắt nạt, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nàng ta không muốn liên lụy tới sư phụ Thiên Hồ, trong từ điển cuộc đời nàng ta không có từ khuất phục. Đồ nhi ngốc, con có biết vì sao trước kia vi sư lại thu nhận con làm đồ đệ không? Ha ha, là vì vi sư thấy hai chúng ta là một loại người. Đánh một trận thôi mà, đáng lẽ ra vi sư đã chết cùng đại vương ở Sơn Hải giới từ lâu rồi. Sơn Hải này đã không còn là Sơn Hải ngày xưa mà vi sư quen thuộc nữa, không có gì đáng lưu luyến. Hôm nay Thiên Hồ ta muốn xem tên thiếu chủ bách luyện vô dụng này giết sư đồ chúng ta kiểu gì, những tên khốn Sơn Hải môn vứt bỏ tỏ huấn của tông môn có thể kéo dài hơi tàn bao lâu. Gừ. Ngay sau đó, Thiên Hồ khóe môi còn vương vết máu bỗng ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc, hóa thành một con ngân hồ trắng như tuyết, cao 8-9 trượng, dài hơn 10 mét. Tám cái đuôi phía sau đung đưa như những con rắn. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào thiếu chủ Thịnh Bảo của Bách Luyện Sơn Trang. Ha ha, thú vị đấy, từng nghe Sơn Hải Môn là tông môn truyền thừa lâu đời, hơn 10 vạn năm trước cũng là hữu giáo vô loài, con người và súc sinh đều được thu nhận vào tông môn. Bây giờ xem ra chuyện này là thật, thiếu chủ Thịnh Bảo của Bách Luyện Sơn Trang đứng chắp tay nhìn bản thể của Thiên Hồ, thái độ dửng dưng coi thường. Gã hờ hững nói xong, khóe môi mang theo vẻ nghiền ngẫm, nhìn môn chủ Sơn Hải Môn trong sân và nói, môn chủ Sơn Hải Môn, xem ra thuộc hạ của ngươi chẳng ra gì, có cần ta thanh trừ giúp ngươi không? Môn chủ Sơn Hải Môn tên Viên Bắc Tung, sắc mặt có hơi khó coi. Nhưng từ lâu Sơn Hải Môn đã không còn là Sơn Hải Môn thời kỳ huy hoàng, đối mặt với thánh địa Bách Luyện Sơn Trang, Sơn Hải Môn sao có thể đắc tội, và cũng không dám đắc tội. Nghe thấy lời mỉa mai của Thịnh Bảo, môn chủ Viên Bắc Tung của Sơn Hải Môn nói nhỏ, vậy thì làm phiền thiếu chủ Thịnh Bảo. Được, hôm nay bản thiếu gia sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt, xem thế nào là thiên địa chi uy. Lột da của con Thiên Hồ này vừa hay làm một bộ y phục, chém con khốn này. Từ nụ cười ban đầu đến giọng nói lạnh lùng sau cuối, giọng điệu của Thịnh Bảo thay đổi, gã nhìn chằm chằm vào sư đồ Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ, lạnh giọng mắng, đồ không biết điều. Vốn dĩ ta có thể cho các ngươi cơ hội gia nhập thánh địa Bách Luyện Sơn Trang chúng ta, chỉ cần ngươi giao tiên khí ra mà thôi. Các ngươi đã không biết điều thì bản thiếu gia đành phải ra tay nghiền xương của các ngươi thành tro. Đồ mà bản thiếu gia muốn chưa bao giờ bản thiếu gia không có được. Một Thiên Hồ tép siêu mà thôi. Ngươi là cứu vĩ thì bản thiếu gia còn e ngại vài phần, nhưng bát vĩ đại thừa thì giết ngươi chẳng cần đến bản thiếu gia ra tay. Còn con khốn nhà ngươi nữa, đừng tưởng có tiên kiếm trong tay là vô địch thiên hạ. Tiên khí mạnh thật đấy, nhưng phải xem nó nằm trong tay ai. Ngươi chỉ là một con kiến hôi độ kiếp hậu kỳ mà thôi. Ngươi đâu, giết bọn họ cho bản thiếu gia. Nói đến cuối câu, Thịnh Bảo giơ tay lên, bốn phi thăng cảnh phía sau lập tức bay về phía sư đồ Trịnh Bân Bân. Để xem kẻ nào dám động vào một sợi tóc của sư đồ bọn họ, ta sẽ khiến kẻ đó xác mất hồn tan. Lúc này, một giọng nói tràn đầy lạnh lùng vang vọng nơi chân trời. Dương Bách Xuyên ở trong thần thức nhìn thấy cảnh khốn cùng của Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ, còn nghe thấy những lời nói kiêu ngạo của thiếu chủ Bách Luyện Sơn Trang, để lại lời nói ngang ngược từ xa. Ai dám động vào sư đồ Trịnh Bân Bân, hắn sẽ khiến cho kẻ đó xác mất hồn tan. Một giọng nói truyền đến từ phía chân trời khiến mọi người kinh sợ. Bởi vì cùng với giọng nói giận dữ này, một hơi thở mạnh mẽ cũng bao trùm lấy mọi người. Bọn họ đều biết có một cường giả đang có mặt ở đây. Thịnh Bảo nheo mắt nhìn về phía chân trời, mấy tên thuộc hạ của gã cũng đều dừng tay. Trịnh Bân Bân run rẩy, nước mắt trào ra từ khóe mắt, lẩm bẩm, cuối cùng tên khốn kia cũng tới tìm ta rồi. Nàng ta và Dương Bách Xuyên quen biết đã lâu. Tuy không thấy người đâu, nhưng nàng ta vẫn có thể nhận ra giọng của Dương Bách Xuyên. Thiên Hồ cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau đó một tia sáng lao tới, đáp xuống trước mặt Trịnh Bân Bân. Nữ vương bệ hạ, đã lâu không gặp. Dương Bách Xuyên cũng rất vui khi gặp lại Trịnh Bân Bân sau mấy trăm năm, cười nói. Năm đó khi chia tay ở giới chỉ Trịnh Bân Bân đã nói với hắn khi nào sắp xếp ổn thỏa rồi hãy quay lại tìm nàng ta. Thiên Hồ cũng từng mời hắn đến tông môn của bọn họ. Nhưng lúc đó không đề cập địa chỉ cụ thể, tu chân giới rộng lớn như vậy, cho dù Dương Bách Xuyên muốn tìm Trịnh Bân Bân cũng không biết phải đi đâu tìm. Mấu chốt là sau khi hắn đến tinh thần môn đã xảy ra rất nhiều chuyện, sau đó lại vào Thái Hoang Tinh Hải rồi mắc kẹt 200 năm,
sau khi ra ngoài độ kiếp, thành lập vân môn tiên cảnh, tìm kiếm lại người thân bằng hữu khi xưa, cũng đã 200-300 năm nữa trôi qua. Căn bản là không có thời gian sức lực đi tìm Trịnh Bân Bân. Tính ra thì kể từ khi vào tu chân giới chia ly đến nay cũng đã gần 500 năm. Có câu tu chân không tính tháng ngày quả thật không sai chút nào. Chẳng qua đến khi gặp lại, Trịnh Bân Bân và Thiên Hồ vẫn giữ dung mạo như trước, chỉ khác là tu vi của họ đã mạnh hơn, ánh mắt cũng chín chắn hơn nhiều. Ai rồi cũng trưởng thành. Hay lắm, lão nương sắp bị người ta chặt mất đầu rồi, còn ở đó nói nhảm. Trịnh Bân Bân vẫn giữ nguyên giọng điệu như khi cãi nhau với Dương Bách Xuyên trước khi, tuy mắng như miệng lại nở nụ cười, hai mắt đẫm lệ. Không phải ta đã đến rồi sao, hôm nay ta giúp ngươi chút hết giận, ta muốn xem thử tên kia có dám ức hiếp ngươi nữa không. Dương Bách Xuyên cười nói với Trịnh Bân Bân, nhưng mọi người đều có thể nghe ra sát khí đằng sau lời nói của hắn. Hai người cười nói với nhau, không để ý đến mọi người xung quanh. Thiếu chủ của Bách Luyện Sơn Trang Thịnh Bảo đứng phía sau cũng tức giận, chưa có ai dám coi thường gã như vậy. Lúc này gã không nhịn được giận dữ nói, tiểu tử này, khẩu khí cũng lớn thật. Bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều không thích bị người khác ngó lơ, chưa kể sự kiêu ngạo của Thịnh Bảo cũng không phải là sự kiêu ngạo thông thường. Gã từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, được cả Bách Luyện Sơn Trang tôn là thiên tài, còn là con trai của trang chủ Bách Luyện Sơn Trang. Là thánh tử của Bách Luyện Sơn Trang, từ nhỏ đã được đưa đến đảo Tán Tiên theo sư phụ tu hành, vừa mới rời khỏi đảo Tán Tiên không lâu. Cứ tưởng rằng khi đến tu chân giới gã chính là vương giả, thực tế quả thật là như vậy, sau khi gã quay lại tu chân giới, gã được đối đãi như một ngôi sao sáng. Sau khi xuống núi trở về, nghe nói Sơn Hải môn thuộc quyền quản lý của Bách Luyện Sơn Trang bọn họ xuất hiện một kiếm tiên khí, Thịnh Bảo cho rằng kiếm tiên khí này nên thuộc về một thiên tài như gã. Tông môn nhỏ nhoi sao có thể xứng hưởng phúc của tiên khí được chứ? Thịnh Bảo muốn đối phương nhìn thấy thiên tài như gã sẽ hai tay dâng tiên khí, nhưng bọn họ lại không biết điều. Không ngờ bây giờ nửa đường còn nhảy ra một chướng ngại vật, hơn nữa từ đầu tới cuối còn không thèm để ý tới gã, điều này khiến Thịnh Bảo không thể chấp nhận được, lập tức nổi giận. Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân nói chuyện với nhau xong, đang định chào Thiên Hồ một tiếng. Nhưng sau lưng đột nhiên vang lên tiếng mắng. Dương Bách Xuyên vốn đã tức giận với người đã làm khó dễ Trịnh Bân Bân, bây giờ gã lại khiến hắn càng tức giận hơn, trầm giọng nói, Bách Luyện Sơn Trang tốt xấu gì cũng là thánh địa một phương, sao lại có một người vô liêm sỉ như ngươi? Sao đây, lấy danh thánh địa để ức hiếp kẻ yếu, cướp bảo vật? Bây giờ còn muốn giết người diệt khẩu, ta gặp qua nhiều người không biết xấu hổ rồi, nhưng không ngờ còn có người không biết xấu hổ đến mức này như ngươi. Láo xược, đây là thiếu chủ của Bách Luyện Sơn Trang Thịnh Bảo, còn là thánh tử của Bách Luyện Sơn Trang, người từ đâu đến dám xông vào Sơn Hải môn ta? Môn chủ Sơn Hải môn ỷ vào Thịnh Bảo của Bách Luyện Sơn Trang, cả gan quát Dương Bách Xuyên, sau đó một tiếng động đột nhiên vang lên từ phía chân trời, một quả cầu lửa rơi thẳng xuống người ông ta. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Môn chủ Sơn Hải môn trực tiếp bị quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống thiêu thành cho bụi. Chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Lúc này mọi người ngẩng đầu lên liền thấy phía chân trời có hai người, một lớn một nhỏ. Người lớn xinh đẹp quyến rũ, giống như tiên tử trên trời, người nhỏ mặc một bộ đồ đỏ rực trông như một đứa trẻ 8-9 tuổi, trong lòng bàn tay đang bốc lên một ngọn lửa, dứt khoát nói, ngươi là cái thá gì chứ, đám chuột nhắt như ngươi cũng dám mắng đại ca ta sao? Mọi người đều biết tiểu cô nương đang mắng môn chủ Sơn Hải môn. Nhưng mà, không biết tiểu cô nương đã dùng ngọn lửa gì mà trực tiếp thiêu môn chủ của Sơn Hải môn với tu vi phi thăng cảnh sơ kỳ thành cho tàn. Sức mạnh này, ngọn lửa này, tiểu cô nương này rốt cuộc là ai? Nữ tử kia lại là ai? Nam tử tóc trắng nói chuyện với Trịnh Bân Bân lại là ai? Người của Sơn Hải môn không rõ tình hình lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thịnh Bảo và mấy tên thuộc hạ của gã cũng muốn biết họ là ai. Nếu giây trước Thịnh Bảo tức giận muốn đánh chết Dương Bách Xuyên, thì lúc này, khi tiểu cô nương dùng một quả cầu lửa thiêu môn chủ của Sơn Hải môn thành cho, đồng tử Thịnh Bảo chợt co rút lại. Gã biết dù tiểu cô nương đã đánh lén môn chủ Sơn Hải môn, nhưng cũng đã thực sự thể hiện sức mạnh của mình, cho dù là đánh lén thì cũng là đánh lén một tu sĩ phi thăng cảnh sơ kỳ, đây không phải là người mà tu sĩ bình thường có thể dễ dàng đánh lén được.
Điều này cũng đã thể hiện sức mạnh của tiểu cô nương. Đặc biệt là khi Thịnh Bảo nhìn thấy ngọn lửa trong tay tiểu cô nương, lòng gã trầm xuống, gã tu hành ở đảo Tán Tiên nên có kiến thức không tệ, buộc miệng nói ra, Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Các ngươi là người của tiểu yêu giới. Thịnh Bảo biết nếu trên đời này có ai có thể phóng ra lửa Phượng Hoàng thì đó chắc chắn là huyết mạch của thần Phượng ở tiểu yêu giới. Gã chưa bao giờ nghĩ đến, tiểu Phượng Hoàng chính là một quả trứng Phượng Hoàng thần thật sự. Lại càng không ngờ đến bên cạnh tiểu cô nương là Chân Long, càng không ngờ đến thân phận của Dương Bách Xuyên. Lúc này sự kiêu ngạo trong lòng gã tiêu tan không ít. Gã biết không thể đắc tội người của tiểu yêu giới. Tiểu yêu giới đại yêu giới gì chứ, bọn là người của Vân Môn, đây là đại ca ta Dương Bách Xuyên, đứng đầu Vân Môn tiên cảnh. Còn ngươi là kẻ xấu từ đâu ra vậy? Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ đơn giản, buộc miệng không cần suy nghĩ. Vừa nói chuyện vừa cùng Mai Tỷ đạp khí đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không ngăn cản Tiểu Phượng Hoàng, đối với Tiểu Phượng Hoàng thì đây cũng là một loại trải nghiệm. Thịnh Bảo vừa nghe đến Vân Môn lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải người của Tiểu Yêu Giới thì gã không cần sợ hãi, hơn nữa gã cũng đã nghe nói đến Vân Môn tiên cảnh. Lần này gã rời đảo Tán Tiên cũng coi như là vì Vân Môn tiên cảnh chó má gì đó, là phụ thân liên lạc đến đảo Tán Tiên nhờ giúp đỡ. Nói là Bách Luyện Sơn Trang bị Dương Bách Xuyên của Vân Môn tiên cảnh làm cho sống dở chết dở. Cho nên sư tôn mới bảo gã xuống núi xem thử Dương Bách Xuyên của Vân Môn tiên cảnh đang lên mặt ở tu chân giới rốt cuộc là yêu nghiệt gì. Sau khi về đã nghe rất nhiều về việc làm của Dương Bách Xuyên, biết Dương Bách Xuyên chính là kẻ thù của Bách Luyện Sơn Trang, cũng biết hắn đã tiêu diệt Thánh Địa Vạn Linh và U Linh Chi Đô. Đối với Dương Bách Xuyên này Thịnh Bảo không quá xem trọng. Gã cho rằng Dương Bách Xuyên chỉ dựa vào những đại yêu bên cạnh mình, còn bản thân hắn thì không đáng để gã đặt vào mắt, gã không tin tin đồn Dương Bách Xuyên có thể giết một vị thánh chủ. Cùng lắm là đang đồn bậy mà thôi, thần thánh hóa sức mạnh của Dương Bách Xuyên, Thịnh Bảo cho rằng Dương Bách Xuyên có thể tiêu diệt thánh địa, giết thánh chủ hoàn toàn là dựa vào đại yêu dưới trướng hắn mà thôi. Nghe Tiểu Phượng Hoàng nói vậy, Thịnh Bảo mới biết hóa ra tiểu tử tóc trắng không thèm để ý tới gã chính là Dương Bách Xuyên. Cảm thấy Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ tu vi phi thăng cảnh sơ kỳ mà thôi. Thịnh Bảo thấy vậy càng không sợ hãi, tu vi phi thăng cảnh sơ kỳ thôi mà, Thịnh Bảo gã cũng lười tự mình ra tay. Đừng nói là phi thăng cảnh sơ kỳ, dù là cấp bậc thánh chủ, gã cũng không để ý, bởi vì hắn có sức mạnh kia, còn có sư phụ. Nghĩ đến đây Thịnh Bảo cười ta, ha ha ha, ngươi chính là Dương Bách Xuyên sao? Ta là Thịnh Bảo, thiếu chủ của Bách Luyện Sơn Trang. Đệ tử của Cửu Phong chân nhân đảo Tán Tiên, ta còn định đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự tới cửa, cũng tốt, hôm nay bổn thiếu sẽ giết ngươi trừ hại cho tu chân giới, người đâu giết bọn chúng. Ha ha! Dương Bách Xuyên cười lạnh, hắn nghe Thịnh Bảo nói chuyện giống như nhìn một tên ngốc, phun ra hai chữ, ngu ngốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 132.